Sau tối hôm qua về rồi, có ông bà anh chị em nào về rồi đếm những cái đau khổ của mình chưa? Có ai tối hôm qua về rồi thấy đau khổ hơn, hay là thấy bớt đau khổ, hay là như thế nào không? Bớt đau khổ. Có bớt đi à? Thế là tạ ơn Chúa. Có lẽ là đau khổ vẫn còn đó, nhưng mà chúng ta biết cách để mà đối diện với những đau khổ hơn, phải không nào? Cảm thấy an ủi trong những cái đau khổ của mình. Chúng ta thấy rằng cuộc đời con người từ khi sinh ra cho đến lúc lìa đời, một cách nào đó luôn bị bao trùm bởi những cái đau khổ và thử thách. Hết cái này đến cái khác, hết lúc này đến lúc khác. Và đau khổ thì có thể chia thành ba cái loại đau khổ chính. Đau khổ về thể lý, tức là ốm đau bệnh tật, không nào? Hoặc là bị tai nạn. Những cái đau khổ về thể lý đó thì nó hiện ra rất là rõ. Nhưng mà những cái đau khổ thể lý đấy thì đến đỉnh điểm của nó rồi nó cũng qua đi. Ông nào ví dụ có bệnh mãi rồi cũng chết, ông nào chết thì hết đau khổ thôi. Có nghĩa là cái đau khổ thể lý thể xác đó nó sẽ có ngày nó sẽ chấm dứt. Một cái đau khổ thứ hai nữa là đau khổ về luân lý, có nghĩa là đau khổ về tội lỗi của chúng ta, về những tính hư tật xấu, về những cái yếu đuối của chúng ta. Thì cái đau khổ này cũng được chữa lành khi chúng ta ăn năn sám hối, khi chúng ta xưng tội rước lễ. Là chúng ta cũng cách nào đó được chữa lành những cái đau khổ đấy. Rồi cái đau khổ thứ ba nữa là cái đau khổ đời đời, có nghĩa là trong hỏa ngục đấy. Cái đau khổ đó mới là cái đau khổ đáng sợ. Và nếu như chúng ta không ăn năn sám hối, như là cái bài tin mừng mà Chủ nhật tới này chúng ta sẽ nghe đấy, thì chúng ta sẽ phải rớt vào cái cảnh là đau khổ đời đời. Nhiều cái đau khổ lắm. Đau khổ vì cô đơn, đau khổ vì nghèo đói, rồi thiếu hiểu biết, không được đi học, mù chữ cũng là cái điều đau khổ. Rồi sợ hãi cũng có là đau khổ. Nhiều người thì đau khổ chưa đến, nhưng mà cứ sợ quá thì đã khổ rồi, không nào? Nhiều người còn sống ở đây nhưng mà đã lo cái này, lo lắng quá, sợ hãi quá, thì nó cũng làm cho người ta trở thành đau khổ thôi. Có nhiều người thì không phải là chỉ nghèo khổ mới lo, mà nhiều khi ngồi trên đống vàng vẫn phải lo, cứ lo hết cái này lo tới cái kia. Rồi có những người thì đau khổ vì yêu thương người khác. Cái này thì cũng không ít đâu, phải không nào? Nhất là các bạn trẻ đó. Đau khổ vì thất tình, đau khổ vì yêu đơn phương. Thế là cũng làm cho người ta đã đau khổ. Rồi có những người thì muốn tốt lành thánh thiện, muốn trở nên tốt lành thánh thiện, mà cố gắng mãi thì cứ tiếp tục sa ngã, tiếp tục phạm lỗi mãi, cũng là cái đau khổ như hôm qua tôi kể thánh nữ Catarina de Siena đấy. Khóc lóc vì những cái đau khổ của mình, vì những tội lỗi yếu đuối của mình. Rồi có những người thì đau khổ vì muốn giúp đỡ người khác. Hôm qua tôi nói người càng tốt thì lại càng dễ bị đau khổ. Người ta hay nói rằng tại sao người tốt lại phải đau khổ. Thì hôm qua tôi nói rồi, người tốt đau khổ là bởi vì người tốt thì thường muốn hy sinh cho người khác. Ví dụ như là hy sinh cho vợ, cho chồng, hy sinh cho con cái, không muốn cho người khác phải đau khổ. Tức là một cách nào đó mình đau khổ thế thay cho họ, cho nên người tốt thường bị đau khổ là vậy nữa. Rồi người tốt thì không muốn trả thù, trả đũa người khác, cho nên là chấp nhận chịu thiệt thòi, cho nên càng tốt thì lại càng dễ bị đau khổ. Tôi nói như vậy cũng đừng, không phải là ông bà bảo thôi nếu vậy từ nay đừng tốt nữa, cứ sống như nó cả chớn, sống xấu rồi đỡ khổ thì không được nha. Cha nghe cha nói là càng tốt thì càng đau khổ thôi, nên từ nay đi tôi chẳng sống tốt làm gì nó tốt mà đau khổ thôi, cứ sống cho nó tầm bậy tầm bạ để bớt đau khổ. Đừng có như vậy, không nào? Tí nữa tôi sẽ nói cái lý do đấy. Rồi chúng ta thấy là sau này thì có những đau khổ, nhất là bây giờ bên Ukraine đấy, đau khổ vì chiến tranh, đau khổ vì chiến tranh. Rồi đau khổ vì bệnh dịch Covid-19. Không nhất thiết là phải bị bệnh, mà cứ phải nhốt ở trong nhà bao nhiêu tháng thì cũng đau khổ rồi, đúng không nào? Nhiều khi bệnh phần xác thì chưa bị, nhưng có khi bệnh tâm thần thì có rồi. Mà chúng ta thấy là trong cái thời gian mà Covid vừa qua đấy, biết bao nhiêu người bị bệnh tâm thần, biết bao nhiêu người trầm cảm. Nhiều em thiếu niên không được đi đến trường, cứ phải ở nhà mãi, không được chơi với bạn bè, trầm cảm, tự sát, tự tử cũng có nữa. Rất nhiều người bị tâm thần. Hoặc là nhiều khi rồi lâu nay thì vợ chồng đi làm, con cái đi học, thế là gia đình cứ bận rộn quen rồi. Bây giờ là bệnh dịch rồi không đi đâu được, thì vợ chồng ở nhà, con cái ở nhà, mỗi ngày với nhau thì đâm ra lại ra lắm chuyện, không nào? Có một cái bà người Mỹ bà nói đấy, một ngày ngày xưa thì bà ấy buổi sáng thì ai ăn gì ăn rồi đi làm, đi học. Trưa thì ai cũng đi học đi làm, thì bà ấy chỉ một ngày bà ấy chỉ lo bữa tối cho chồng cho con thôi. Những ngày Covid thì bà ấy phải lo một ngày tới 3 bữa. Thế bà nói là nhiều khi mà mới sáng ngày ra mà bà nghe thấy con của bà hay chồng bà hỏi là hôm nay ăn cái gì vậy, là bà nói bà tôi điên tiết lên rồi. Nghe thấy là thấy bực mình rồi. Sáng người ta đã mở miệng ra hỏi hôm nay ăn cái gì, bà thấy khó chịu quá. Mà đúng trong cái thời gian Covid là nhiều cặp vợ chồng cũng ly dị ly thân, vì không đi đâu được, cứ tối ngày gặp nhau mãi, rồi đâm ra không có chuyện gì, rồi đâm ra hục hạc trục chặt nhau thôi. Bệnh dịch không những là cả thể xác mà cả về cảm xúc và tinh thần nó cũng làm cho người ta đau khổ. Rồi chúng ta thấy là những cái thảm họa của thiên nhiên cũng làm cho người ta ra đau khổ. Nào là động đất rồi núi lửa, nào là những cái ô nhiễm môi trường vân vân, làm cho con người ta đau khổ. Thế là đau khổ bao trùm lên cuộc đời của con người, từ sinh ra cho đến lúc qua đời. Luôn luôn có những cái đau khổ, những thử thách nó rình mò, nó đeo bám con người của chúng ta. Và hôm qua tôi có nói tới những cái hình ảnh của ông Job. Ngoài ra tôi nói tới tội làm cho chúng ta phải đau khổ. Tội của chúng ta hay là tội của người khác làm cho chúng ta phải đau khổ. Rồi Chúa cũng gửi đến những thử thách cho chúng ta, chúng ta cũng đau khổ. Vì có những cái thử thách. Rồi hôm nay thì tôi muốn nói tới một cái đau khổ nữa là gì? Là trong đau khổ tôi luyện con người của chúng ta. Đau khổ làm tôi luyện con người của chúng ta. Tiếng Anh có một cái câu mà tôi rất thích. Họ nói là gì? Là whatever doesn't kill us will make us stronger. Có nghĩa là cái gì nó không giết chết được mình thì nó sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn. Thì chính trong những đau khổ nó cũng vậy. Chính những đau khổ làm cho chúng ta trưởng thành hơn, làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Và chính trong những đau khổ đó làm cho chúng ta mạnh mẽ luôn cả trong đời sống đức tin nữa. Chúng ta thấy là thông thường là nhiều khi đau khổ thì người ta lại đến với Chúa nhiều hơn, đúng không? Chúng ta thấy vì vậy mà những nước nghèo đến với Chúa nhiều hơn, không phải là đến một cái sự cậy dựa theo cái tư tưởng của Cộng sản mà họ nói là một cái liều thuốc mê ru ngủ người ta đâu. Nhưng mà thực sự là trong đau khổ, đặc biệt là khi mà người ta không thể bám víu được vào đâu nữa rồi, không bám víu được vào tiền của sức khỏe hay là những cái quan hệ liên hệ nữa, thì người ta phải đi tìm đến với Chúa. Và chính trình đau khổ đó cũng có thể làm cho người ta mạnh mẽ vững vàng hơn trong đời sống đức tin. Mà một trong những cái hình ảnh mà làm gương sáng cho ta nhất là hình ảnh cũng Job đấy. Hôm qua tôi nói Chúa gửi đến những thử thách cho ông. Biết bao nhiêu những đau khổ như vậy, nhưng mà ông ta chỉ nói một câu đơn giản là gì? Tôi sinh ra trần truồng, chẳng có cái gì cả. Thế là tôi trở về với Chúa cũng trần truồng, chẳng có sao hết. Những cái gì mà tôi có là của Chúa ban cho. Thế giờ thì nếu mà Chúa có lấy đi chăng nữa hay ai có lấy đi chăng nữa thì tôi có mất mát gì đâu, bởi vì những cái thứ đó đâu có phải của tôi. Đúng không nào? Chúng ta cứ suy nghĩ đi, nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta mất cái này, chúng ta mất cái kia. Nhưng mà những cái thứ đó thực sự có phải của chúng ta không? Không. Ngay cả mạng sống của chúng ta cũng là Chúa ban cho. Có đúng không nào? Tài sản của chúng ta có, sức khỏe chúng ta có, Chúa ban cho. Chúa mà không có đó, không ban đó, thì chúng ta có làm cày cả đời cũng không được cái gì cả. Thế là bây giờ tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân, đều là ân sủng Chúa ban cho. Thì bây giờ không còn nữa mà chúng ta biết nghĩ như vậy thì nó nhẹ nhàng lắm. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng của chúng ta cứ muốn nắm giữ lấy, thì chúng ta mới cảm thấy bị mất mát và cảm thấy đau khổ thôi. Còn như ông Job đấy, tôi sinh ra trần truồng, tôi có cái gì đâu. Không nào? Tiếng Việt nó nói là trên răng thì ở dưới có chăn thôi. Không nào? Không có cái gì cả. Tự nhiên mọi người sao lại cười, tôi nói ở trên có răng, dưới có chân để cười. Tôi mà có đúng nào răng có trên thì dưới có chân có đúng, tôi đâu có nói sai đâu mà cười. Dạ. Đấy, thế là có cái gì đâu. Thế là bây giờ không còn cái gì nữa là chuyện bình thường. Ông nói là đấy, tôi sinh ra trần truồng chẳng có cái gì hết. Thế bây giờ tôi trở về với Chúa, trần truồng chỉ có đơn giản vậy thôi. Và vì cái sự trung tín, trung kiên, phó thác trọn vẹn của ông vào Thiên Chúa, cho đến cuối cùng là gì? Sau một thời gian Chúa lại bắt đầu ban lại cho ông tất cả những gì mà ông đã mất, và còn nhiều hơn những cái gì ông đã mất nữa. Ông lại có một cuộc sống an nhàn, bình an, có lại tài sản của cái, sức khỏe dồi dào. Sống an nhàn cho đến khi ông nhắm mắt lìa đời, qua những cái thử thách đó. Thế là chính trong những đau khổ đó cũng làm cho chúng ta có thể trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn trong đời sống của đức tin của chúng ta, nếu như chúng ta biết tín thác vào Chúa, biết tìm đến Chúa. Rồi trong những cái đau khổ đó, vì chúng ta tín thác Chúa cho nên là sao? Nó làm cho chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Bởi vì một trong những cách kết hiệp mật thiết với Chúa là gì? Là cầu nguyện. Chính trong đau khổ người ta cầu nguyện. Và cầu nguyện không phải chỉ để là xin được cái ơn này ơn kia đâu, mà cái mục đích cầu nguyện chính là gì? Là để kết hiệp mật thiết với Chúa. Tại sao tôi lại nói như vậy? Khi người ta yêu mến nhau thì người ta thường đến với nhau, người ta thường trò chuyện với nhau, người ta thường xuyên dành giờ với nhau. Hay là bây giờ một cái người mà tiếng Việt chúng ta cũng có câu là gì? Bán họ hàng xa để mua láng giềng gần. Có nghĩa là chúng ta cứ thường gặp gỡ ai, thường trò chuyện với ai, thì lâu ngày nó cũng nảy nở những tình cảm, những cái tình thân. Thế là bây giờ chúng ta thường xuyên đến với Chúa, thường xuyên trò chuyện với Chúa, thường xuyên tâm sự với Chúa. Đặc biệt là trong những đau khổ chúng ta nói những cái chuyện thâm sâu trong tâm hồn của chúng ta. Thì chính những cái điều đó giúp cho chúng ta ngày càng sống kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Mà có khi chúng ta sống kết hiệp mật thiết với Chúa lúc nào không hay nữa. Để rồi ví dụ từ từ càng ngày chúng ta càng cảm thấy rằng thích đi tham dự thánh lễ. Và nếu không được đi tham dự thánh lễ chúng ta cảm thấy nhớ. Thấy không nào? Hay là lâu ngày chúng ta không được rước lễ, chúng ta cũng cảm thấy cái gì nó thiếu thốn, nó nhớ nhung. Đơn giản thôi, tôi thấy mấy hôm nay tôi đi giảng bên Chicago cũng như ở đây này. Hôm qua cũng có một bà cụ ghé vào tai tôi nói thầm với tôi rằng thưa cha, con là thích nghe bài giảng của cha lắm. Tối nào con phải nghe bài giảng của cha con mới ngủ được. Có khi con phải nghe một lần, hai lần con mới ngủ được. Thì không biết là vì thích nghe tôi giảng hay là vì tôi giảng dễ ru ngủ, không biết. Tôi lại gần như là tiến sĩ gây mê, cứ nghe tôi giảng cái này ngủ được. Thì thôi cũng được. Nếu mà nghe để giúp cho đời sống thiêng liêng thì cũng tốt. Mà nghe tôi giảng mà chỉ để cho dễ ngủ thôi thì cũng tạ ơn Chúa vậy. Cũng là phục vụ ông bà anh chị em. Tôi còn nhớ là có một bà cụ cũng 81 hay 83 tuổi gì rồi đấy. Bà cũng nói rằng con thích nghe cha giảng lắm, cho nên ở ngày nhà con có cái iPad nhỏ nhỏ này. Con cứ nghe, nhiều khi cha biết sao con mê nghe quá mà con nấu cơm làm cháy cả nồi cơm. Thôi chứ thôi bà ơi, bà phải cẩn thận đấy. Cháy nồi cơm một đỡ, sau này bà cháy nhà nữa thì tôi làm sao đây? Đúng nào? Thế là chúng ta thấy cái gì cũng vậy. Nếu chúng ta thường xuyên đến với Chúa, nghe lời của Chúa, cầu nguyện với Chúa, than thở với Chúa, thì trong âm thầm ân sủng của Chúa đến với chúng ta và làm cho chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa lúc nào chúng ta cũng không hay, không biết nữa. Thế rồi nó trở thành những cái thói quen tốt lành mà một lúc nào đó chúng ta trống vắng, chúng ta không còn nữa, chúng ta mới cảm thấy nhớ nhung, mới cảm thấy thèm khát. Chắc là trong cái thời gian Covid vừa qua đấy, có những tháng là nhà thờ phải đóng cửa, chúng ta không đến được nhà thờ, không xưng tội rước lễ được. Chắc là nhiều người cũng cảm thấy ao ước, nhớ nhung, mong mỏi lắm. Có nhiều người, tôi nhớ là những cái ngày tháng mà Covid còn nặng rồi đóng cửa các nhà thờ đấy, có những người là họ đến hoặc không vào nhà thờ, nhưng mà họ chỉ đến rồi đứng ở ngoài cửa nhà thờ rồi ụp mặt vào cửa nhà thờ thôi để mà cầu nguyện, mà đôi khi là còn than khóc nữa là khác. Hay là tôi còn nhớ mãi, cách đây có khi cũng 10 năm rồi, có khi 10 năm, gần 10 năm rồi. Tôi có về Việt Nam làm việc rồi, một lần chúng tôi đi làm việc Bắc Ái. Thế là đến một cái vùng mà của những anh chị em người Hơ Mông ở trên núi, trên đồi cao đó. Họ không có được thánh lễ thường xuyên. Cho nên hôm đó chúng tôi đến đó chỉ là ngày thường chứ không phải là Chủ nhật. Vậy mà có những anh chị em giáo dân họ nói là: thưa cha, chúng con biết rằng hôm nay ở đây có lễ, cho nên chúng con đã đi xe Honda, xe máy đấy, 70 cây số đến để được dự lễ. Họ khao khát như nào mà chúng ta biết là ở Việt Nam là 70 cây số không phải là một đoạn đường ngắn, mà là đường đồi núi gồ ghề khó đi nữa. Họ khao khát như vậy. Rồi trong những cái đau khổ đó còn làm cho chúng ta được cái gì nữa? Làm cho chúng ta trở nên khiêm tốn hơn. Trở nên khiêm tốn hơn. Trong những cái đau khổ rồi, những cái thất bại rồi, chúng ta mới khiêm tốn, chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta cần Chúa, chúng ta cần nhau. Chứ nhiều khi cuộc sống mà bình an thì tốt thôi, nhưng mà mọi sự khỏe, chúng ta khỏe mạnh rồi, mọi sự an nhàn, mọi sự đều tốt đẹp cả, thì có khi chúng ta lại cảm thấy rằng chúng ta chẳng cần ai cả. Nhà ai người sống, nào đèn nhà ai sáng nhà đấy, chúng ta không cần đến nhau nữa. Cho tôi thấy cái hình ảnh ở Việt Nam không nào, hàng xóm gọi là cái gì, có gọi là tối lửa tắt đèn có nhau này không nào. Như bên Mỹ này rồi đúng là thật sự sung sướng, mọi nhà ăn đầy đủ rồi, có ai sang nhà hàng xóm nữa, có khi nhà hàng xóm chẳng biết là có bao nhiêu người hay ông bà hàng xóm là ai nữa, mạnh nhà ai người sống thôi, là bởi thực sự là bên này quá đầy đủ rồi. Có bao giờ mà phải đi sang hàng xóm để xin mượn cái hộp quẹt hay là nhóm bếp đâu, đúng không? Hay là nhiều khi có phải là không có gạo người ta sang hàng xóm để mượn đi vay nửa lon gạo đâu. Nhà ai sống thôi, nhưng mà chính trong những cái đau khổ đó chúng ta mới cảm thấy chúng ta cần Chúa, cần nhau, mới làm chúng ta trở nên khiêm tốn, khiêm nhường hơn. Để chúng ta bớt tự cao, tự phụ đi. Ông bà anh chị có thấy cái điều đó không? Trong những cái đau khổ chúng ta mới cảm thấy chúng ta khiêm tốn hơn, khiêm nhường hơn. Chúng ta mới cảm thấy chúng ta cần Chúa, cần nhau hơn. Và một mình chúng ta không có làm được hết mọi sự. Thế trong những đau khổ nó cũng giúp chúng ta những cái bài học đó. Cá nhân tôi cũng cảm nghiệm cái điều đó. Tôi thấy, không biết ông bà anh chị em sao, nhưng mà tôi thì tôi xét mình, tôi thấy rằng hình như là tôi già rồi thì tôi cảm thấy rằng tôi dễ kiên nhẫn, dễ chịu đựng hơn là ngày xưa. Thế có khi còn trẻ rồi dễ thành công thì ngựa đòn háu đá mà, không nào? Khác. Giờ hôm vừa rồi cha Bảo, cha con của cha Luân đấy, cha Bảo mà sắp sửa về nhà thờ Chính Tòa đây, hai anh em đón, cha Bảo đón tôi ở sân bay về. Trên xe anh em nói chứ chắc là bây giờ chúng mình bây giờ già rồi, cho nên có vẻ là dễ mà nhịn nhục rồi dễ gọi là kiên nhẫn, dễ chịu đựng hơn thì phải. Bởi vì cha Bảo với tôi ngày xưa anh em chúng tôi học vào triết học cùng với nhau, và chúng tôi cũng thụ phong cùng với nhau. Tôi thì phụ phong ngày 31 tháng 5, cha Bảo thì ngày 7 tháng 6, trước sau nhau một tuần. Thời gian thấm thoát trôi qua là cũng gần 19 năm rồi. Cho nên là qua những cái thăng trầm trong cuộc sống của những bà anh chị em, thì chúng tôi cũng học hỏi được những cái bài học. Rồi chúng tôi cũng phải khiêm tốn hơn trong cuộc sống, trong cách ứng xử, trong cách làm việc của chúng tôi. Rồi trong những cái đau khổ còn giúp cho chúng ta cái gì nữa? Giúp cho chúng ta hoán cải. Giúp cho chúng ta hoán cải. Mà hoán cải có nghĩa là gì? Là thay đổi đấy. Hoán cải đồng nghĩa với thay đổi. Ngày xưa có khi những lúc chúng ta chứ có chết tôi cũng không thay đổi, tính tôi là như vậy đấy, đang nào. Thế là phải cho đau khổ vài trận rồi xem là tính tôi còn có như vậy không, đang nào. Chết rồi tôi có thay đổi không. Đau khổ tự nhiên nó làm cho con người ta có cái nhìn khác. Tôi còn nhớ đây, câu chuyện này cũng không phải là câu chuyện có thật, là tôi có quen một ông cụ. Khi mà ông ngoài 70 rồi thì phải, thì ông bên Mỹ, hai ông bà bên Mỹ này, rồi ông bị bệnh ung thư. Rồi vì chữa chạy bên này không được nữa thì bác sĩ gọi là che rồi, thì thôi ông bà đi về Việt Nam. về Việt Nam để rồi kiểu còn nước còn tát, uống thuốc Tây, thuốc Nam chữa được thì tốt, còn không thì qua đời Việt Nam, bởi vì con cái còn nhiều ở Việt Nam. Cha ông bà về Việt Nam thì ông bà về được vài tháng rồi thì tôi cũng gọi điện thoại tôi hỏi thăm ông ấy, là ông hồi này thế nào rồi. Tôi thưa cha thì bệnh của con nó cũng nặng rồi, nhưng mà thôi con tạ ơn Chúa, thứ nhất Chúa cho con sống tới bằng này tuổi rồi, rồi cũng cho con được sang Mỹ gặp con gặp cháu, mọi sự thì con cũng thỏa mãn rồi, cho nên là Chúa gọi con lúc nào thì con cũng sẵn sàng, con ra đi. Tôi cũng chúc mừng cho ông ấy rồi cũng cầu nguyện cho ông, vậy thì tốt rồi. Thế là một thời gian nữa thì nghe tin là ông ấy gần chết rồi, thì tôi lại gọi điện thoại hỏi thăm. Thì ông nói với tôi rằng thưa cha, bệnh tật con tới lúc này rồi thì thôi Chúa gọi thì con đi, nhưng mà nếu mà được thì con xin Chúa cho con thống sống thêm vài năm nữa. Đấy. Thế là khi mà chúng ta còn sức khỏe còn này kia chúng ta tự tin lắm, nhưng mà khi mà gặp đau khổ dưới sự chết cũng sợ hãi chứ. Thế là cũng có những cái thay đổi chứ, trong suy nghĩ chứ. Đúng là giờ chết thì tôi nghĩ rằng đa số ai cũng sợ, và đặc biệt là ngay trước cái chết là có nhiều cái sự khủng hoảng lắm. Khủng hoảng là gì? Là ví dụ như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, khi thánh nữ bị bệnh lao phổi, ốm đau trên giường bệnh nặng, thánh nữ cũng gặp những khủng hoảng trong đời sống đức tin, cũng hoảng loạn, cũng đi qua những cái đêm đen của đời sống đức tin. Thì tất nhiên là con người cái đau đớn về cái thể lý đã vậy. Bởi tôi còn nhớ này, khi tôi thực tập làm tuyên úy bệnh viện đó, thì có những ngày là tôi gọi là on call, có nghĩa đi trực ở trong bệnh viện 24/24. Thì tôi thấy rằng ban ngày ít người chết lắm, nhưng mà tối và đêm rất nhiều người chết, quy cả ngày không ai chết cả. Nhưng mà khi tôi đi ngủ rồi bắt đầu 11, 12 giờ rồi thì có khi trong 2 tiếng đồng hồ 5-6 người chết. Thì có người gọi là chúng tôi cứ phải đến để với gia đình an ủi rồi cầu nguyện vân vân. Thì tôi cứ có nhớ như thế này này, nhìn vào cái màn hình đó, nó cái tim đồ để cái nhịp tim đó. Tôi cứ thấy rằng những người mà hấp hối gần chết đó, có những người thì có những nhịp tim nó cứ rất là nhẹ nhàng, nó từ từ nó hạ xuống rồi ra đi. Có những người thì nó nhảy lộn xọa cả. Là một phần là gì? Là do tâm hồn có bình an hay không. Nó thể hiện ngay cả trong cái nhịp tim đấy. Có bình an ra đi không, hay là còn nhiều cái các chớ chản trở. Và đấy cũng là cái điều sợ hãi là gì? Là đấy cũng là cái trận chiến cuối cùng của ma quỷ. Chúng ta có trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng hay không? Ma quỷ nó cũng quấy phá cái giây phút đó, cũng là cái cơ hội cuối của nó, xem nó có chiếm chúng ta được hay không, nó có thể cám dỗ lôi cuốn chúng ta được hay không. Chúng ta thấy rằng có những câu chuyện kể những người mà họ hấp hối rồi họ được tỉnh lại đấy, họ cảm nhận được những đó, họ nhìn thấy những cái điều đó, những sự dữ đó. Trong tôi thấy là ở Việt Nam là có một cái điều hay mà có thể là người Việt Nam ở bên này cũng vẫn còn thực hiện, đó là gì? Là khi một cái người hấp hối thì có những người gọi là phó cho họ. Thì cái người phó là gì? Đọc rất to, kêu tên cực thánh, ví dụ là Giê-xu Maria Giuse xin cứu linh hồn này vân vân. Để làm cái gì vậy? Để cái người đó có khi họ mê man bất tỉnh, họ không nói được nữa, nhưng có khi họ vẫn nghe được. Nghe được kêu xin như vậy để làm gì? Để họ luôn hy vọng với ơn của Chúa giúp họ còn nghe thấy tiếng Chúa, họ bám chặt vào Chúa, họ trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Họ không bị sa ngã, họ tìm được sự bình an. Cho nên tôi thấy rằng cái việc mà phó cho những người đang hấp hối đó là cái điều rất là tốt và cần thiết nữa. Trong cái giờ lâm tử đó, ngày mai chúng ta mừng kính lễ Thánh Giuse. Thánh Giuse cũng là quan thầy của những người để xin được ơn chết lành đấy. Có một cái kinh cầu Thánh Giuse được ơn chết lành, tức là chúng ta cũng năng siêng cầu xin Thánh Giuse rồi chúng ta được sống lành, chúng ta được chết lành. Tức là trong những cái đau khổ nó còn giúp cho chúng ta hoán cải, giúp cho chúng ta thay đổi. Có nhiều người thì có lẽ là hơi cứng đầu cứng cổ. Nhưng qua có ông nào hỏi đấy là cái tôi to quá, không nào, không nghe ai cả và quyết tâm thay đổi. Có nhiều ông chồng nói chứ bà muốn làm sao làm, chúng mày con cái làm sao làm, tôi là như vậy đấy, tôi không có thay đổi gì hết. Có khi phải cần đau khổ vài lần tím tái thì lúc đấy tự nhiên là tôi cảm thấy rằng con người thì ai cũng cần phải hoán cải, cần phải thay đổi. Bởi vì nếu như không thay đổi có nghĩa là không có hoán cải, không có sám hối. Sám hối và hoán cải đồng nghĩa với thay đổi. Cho một con người tự cho mình là không bao giờ thay đổi có nghĩa là không có hoán cải, không có sám hối. Chính trong những đau khổ đó làm cho chúng ta là cái phương tiện cho chúng ta hoán cải, làm chúng ta phải thay đổi cách nhìn, thay đổi cách liên hệ giữa người với người, thay đổi về cách suy nghĩ, về cách nói năng, về cách hành động của chúng ta. Và tôi cũng cảm nghiệm cái điều đó ngay chính trong cuộc đời của bản thân tôi nữa. Chính qua những cái đau khổ tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng cần phải thay đổi và đã thay đổi từ từ. Ví dụ như trong câu chuyện của ông Job đấy, những cái đau khổ xảy đến để cho ông phải thay đổi, cho những người khác thay đổi đấy. Hay là bài tin mừng của Chúa Nhật tới này này, khi nói tới là những cái người bị tháp nó đổ đè chết, rồi bị vua Herode giết chết. Thế người ta nói có phải là những người này vì tội lỗi cho nên là họ bị giết chết không? Họ bị khổ như vậy không? Chúa Giêsu nói là gì? Không nhất thiết là tội của họ đâu. Nhưng mà Chúa nói gì? Còn nếu các ngươi mà không ăn năn sám hối đó, thì các ngươi cũng sẽ bị như vậy. Cho nên chính trong những cái đau khổ đó, nhắc nhở chúng ta cần phải sám hối, cần phải thay đổi. Rồi, một cái điểm nữa để cho chúng ta thấy rằng trong những cái đau khổ còn giúp cho chúng ta làm gì nữa? Những đau khổ giúp cho chúng ta trở nên dễ cảm thông hơn với những người khác. Dễ cảm thông hơn với những người khác. Tiếng Việt hay lắm. Nhiều khi chúng ta giữ cái chữ gọi là thông cảm hay là cảm thông, chúng ta nghe nói là hiểu thường thôi mà nó rất là hay. Cảm có nghĩa là gì? Cảm có nghĩa là mình nhận được, đúng không nào? Mình cảm nhận được, mình hiểu được. Còn thông có nghĩa là gì? Thông có nghĩa là mình không những là hiểu được cái đó mà mình còn thông giữa cái người này với người kia, có nghĩa là một cái sự hòa hợp, một cái sự biết với nhau. Cho nên thông là thông suốt đấy, nó thông qua, thấy không nào? Những cái cảm xúc nó được, cái sự hiểu biết, cái sự cảm nhận của mình nó thông được tới cái người khác. Thế trong những cái đau khổ đó làm chúng ta có thể thông được với cái đau khổ của người khác, cảm nhận được cái đau khổ của người khác một cách dễ dàng hơn. Tôi nhớ mãi khi chúng tôi đi học thực tập để mà làm việc với những người bệnh nhân hay là tư vấn thiêng liêng cho những người họ đang gặp những khó khăn đó, là các thầy cô giáo chúng tôi hay dặn chúng tôi như thế này này: phải cẩn thận, đừng có vội vàng khi người ta đang đau khổ như vậy mà mình cứ đến mình vỗ về mình nói chứ tôi rất là hiểu, tôi hiểu mọi sự ông bà anh chị ông đi qua. Phải rất là cẩn thận. Chúng ta chưa chắc là hiểu hết được đâu. Mà nói như vậy là đôi khi làm cho người ta cảm thấy bị xúc phạm và khó chịu hơn nữa là khác. Cho nên phải cẩn thận trong cái lời nói của mình. Có thể chúng ta hiểu được một phần thôi, chưa chắc là hiểu hết được. Hoặc là người ta đang đau khổ như vậy mà mình lại vội vàng an ủi người ta. Ví dụ bây giờ một cái người mà người ta có đứa con trẻ nó chết, nó tai nạn chết, chúng ta đến chúng ta an ủi rồi thôi chị ạ, Chúa cất những bông hoa đẹp về trước. Có lẽ đức tin nó nói như vậy, nhưng mà khi cái người ta đang đau khổ mà chúng ta nói cái điều đó là một cách nào đó làm cho người ta rất là khó chịu. Nên nhiều khi đứng trước những đau khổ người khác, đôi khi chúng ta đừng có vội vàng nghĩ rằng chúng ta hiểu và thông cảm hết những cái đau khổ, những khốn khó của người ta. Và chúng ta cũng đừng có vội vàng để rồi chúng ta an ủi người ta một cách như là chị đừng có phải buồn, đừng có đau khổ nữa, làm cái gì. Đôi khi chúng ta cũng cần phải để cho họ có cái thời gian để cho họ process, để cho họ cảm nhận những cái đau khổ người ta đã. Nhất là bây giờ đến ăn uống người ta mà để nói chứ only good men die young, có nghĩa là chỉ có những người tốt mới chết sớm thôi. Thế bên cạnh có những bà già ngồi đấy thì ông bà nghĩ như thế nào? Có nghĩa là tôi xấu lắm nhưng tôi mới còn sống nhăn răng ra đây à? Thế nào? Hoặc là cái đó mà đi vào nursing home mà nói kiểu đấy thì ăn gậy tha hồ chứ ăn no đòn như thế nào. Vào nursing home mà lại nói là only good men die young thì chết rồi. Chỉ có người trẻ mới chết sớm thôi. Thì những bà cụ trên đấy mà chứ chẳng về tôi xấu lắm mà. Tức là chính trong những cái đau khổ đó giúp cho chúng ta một cách nào đó dễ cảm thông hơn với những cái đau khổ của người khác. Trong chăn mới biết chăn có rận, không nào? Đó là chúng ta mới cảm nhận được những đau khổ. Cho nên là chúng ta đừng có nhìn vào những đau khổ với một cái ánh mắt quá tiêu cực. Trong những đau khổ nó có những cái lợi của nó mà. Tại vì sao vậy? Bởi vì Chúa không những là quyền năng mà Chúa rất là huyền diệu. Chúa huyền diệu đến mức độ là gì? Là Chúa không chỉ dùng cái tốt để làm cho người ta tốt hơn, mà Chúa có thể dùng luôn cả cái xấu, dùng luôn cả tội lỗi để làm cho người ta tốt hơn. Cho nên vì vậy mà trong đêm vọng phục sinh, đêm vọng thứ bảy phục sinh đấy, khi mà các thầy phó tế hoặc là ai đó hát cái bài mà Exsultet đấy, bài ca vọng phục sinh đấy, thì có câu là gì? Oh happy fall, tức là hạnh phúc thay tội của Adam. Cái tội lại sao lại nói là hạnh phúc thay tội của Adam? Tội có cái gì mà hạnh phúc? Thì cô hát nó nói như thế này: hạnh phúc thay tội của Adam, bởi vì tội, vì Adam phạm tội cho nên con Thiên Chúa mới xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Nếu mà Adam không phạm tội thì Thiên Chúa không bao giờ nhập thể làm người. Và vì vậy chúng ta cũng không bao giờ được chứng kiến, được nhìn thấy, được cảm nhận tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Cho nên hạnh phúc thay tội của Adam là ở chỗ đó. Hay nói cách khác là gì? Là Thiên Chúa có thể dùng luôn cả những cái đau khổ của chúng ta, dùng luôn cả những tội lỗi yếu đuối của chúng ta để làm cho chúng ta trở nên tốt hơn. Tôi nhớ là tôi không biết là có vị thánh nào hay nhà thần học nào rồi có nói câu như thế này: tạ ơn Chúa vì Chúa mời gọi con người, chúng tôi đây này là những con người, để làm linh mục, chứ Chúa không để cho các thiên thần làm linh mục. Nhiều người thì nói rằng ôi, các ông cha thì cũng là con người tội lỗi, làm linh mục thì nhiều khi lên bàn thờ rồi dâng đồ thánh nhiều khi bất xứng, không xứng đáng. Ví dụ như là tôi còn nhớ mãi, ông bà anh chị em nào lớn tuổi còn nhớ là sách lễ tiếng Việt của chúng ta ngày xưa đó, là cái câu truyền phép là này là mình ta hãy cầm lấy mà ăn, đúng không? Giờ bây giờ sách lễ nó là này là mình thầy hãy cầm lấy mà ăn. Tôi thì tôi nghĩ rằng cái câu mình ta thì nó đúng hơn và nó hay hơn ở cái chỗ này. Tại vì cái bản gốc của tiếng Anh là gì? Ipsum. Tiếng Latin ipsum, tiếng Anh là gì? Là this is my body, đúng không nào? Thì có phải là đây là mình ta, có nghĩa linh mục lúc đó không phải là linh mục nữa, mà lúc đó linh mục đang đóng vai trò của Chúa Kitô. Cho nên phải nói là mình ta. Còn cái mình thầy đó, mình ta là luôn luôn nó ở cái ngôi thứ nhất rồi. Còn mình thầy cũng có thể là ngôi thứ nhất, nhưng mà nó cũng có thể là ngôi thứ ba, đúng không nào? Thầy có nghĩa Chúa Giêsu, thế nó cũng có thể là ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba. Cho nên tôi nghĩ là cái câu mà mình ta nó mới đúng xác với cái nghĩa của tiếng Latin hơn, và nó cũng là cái nghĩa thần học hơn. Thế là có người nói tôi rằng không, con thích cái chữ mình thầy hơn, bởi mình ta con không thích, bởi vì nhiều khi có những cha đâu có xứng đáng đâu để mà làm Chúa Giêsu đâu, con không thích. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, cái câu nói là gì? Chúa không gọi các thiên thần làm linh mục. Có khi các thiên thần làm linh mục thì một cách nào nó xứng đáng hơn, nhưng mà Chúa lại gọi con người làm linh mục. Và cái người mà nói câu này tạ ơn Chúa được gọi những con người làm linh mục để làm gì? Để con người mới cảm thông được hơn những tội lỗi của những tội nhân đến xưng tội. Còn các thiên thần mà ngồi tòa giải tội đó, có khi là ông bà anh chị em là việc đền tội là một năm làm chưa hết, không nào? Bởi các thiên thần có tội lỗi gì đâu, cho có thể là các ngài sẽ không cảm thông được với chúng ta. Ý của cái người nói câu này là vậy, không nào? Không cảm thông được, cho nên là có khi là việc đền tội là nằm ra giữa nhà thờ đánh cho 50 roi. Mà chúng ta biết là vào những thế kỷ đầu đó, những người đi xưng tội là những hình phạt rất là nặng, mà còn phải làm việc đền tội công khai nữa. Ví dụ như là bắt đầu vào mùa chay đi xưng tội, mà lúc đó là không có cha, không có ban ơn xá giải ngay đâu. Đi xưng tội, việc đền tội là gì? Có thể là phải đứng trước cửa nhà thờ suốt mùa chay đấy, để mà cầm như ăn xin vậy đó, cầm cái tô đấy, ai cho tiền báo thí đấy. Rồi đến ngày thứ 5 tuần thánh đó là mới đến gặp Đức Cha, để Đức Cha ban ơn xá giải cho để mà rước lễ. Chứ không phải như chúng ta vào xưng tội bây giờ rồi nhiều khi chưa làm việc đền tội cũng có thể rước lễ rồi làm việc đền tội sau đâu, không phải vậy. Những thế kỷ đầu là đi xưng tội rồi phải làm việc đền tội. Việc đền tội có thể vài tháng và có thể cả năm cũng có nữa. Và có những hình phạt là công khai, tức gì phải rắc cho trên đầu này để nói tới thân phận tội lỗi của mình. Hôm nay là chúng ta mà có nhiều người cha không đắc cho mà cha vẽ cây thánh giá to tổ trắng bằng cho trên này, có khi ra ngoài nhà thờ không thích rồi đi làm, có khi để xóa đi che đi cơ. Thời đó là phải mang có khi cả năm rồi để cho trên đầu này, hay là phải mặc áo nhạm làm việc đền tội. Cho nên là đúng, các linh mục là con người thì cũng là tất nhiên là con người yếu đuối, cũng có những lỗi phạm, những thiếu sót. Nhưng mà có khi chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa vì Chúa lại lựa chọn con người để làm linh mục, chứ không phải lựa chọn các thiên thần. Nghe xong rồi có ai muốn các thiên thần làm linh mục không? Hay là có ai muốn đi xưng tội với các thiên thần không? Không những là không muốn đi xưng tội các thiên thần, mà giờ có khi lại muốn lựa đi xưng tội cha nào già và lại điếc nữa là càng tốt. Phải không? Tôi nhớ anh nghe nói kể chuyện là ở đền Thánh Martin ngay hôm nay đấy, các cha Đa Minh thì cái khu đó thì là các cha lớn tuổi, các cha già về hưu ở đó. Thế một trong công việc thì các cha ngồi tòa giải tội. Thế là có một cha thì ngài cũng hơi nặng tai, thế nhiều người thích đi xưng tội với ngài lắm. Có khi nhiều cha thì cứ hàng của ngài rất là dài, nhưng mà nhiều khi là cũng may rủi đấy. Có nhiều người xưng tội được ngài nghe không rõ rồi đó chứ. Tội gì nói to lên, điều răn thứ mấy, cũng hết hồn đấy chứ. Cho nên cái đó gọi là người tính không bằng trời tính, phải không nào? Tính già tính non rồi già kén kẹt hom vào đấy là cuối cùng. Cho nên vì vậy chúng ta, tôi muốn nói tới điều này là gì? Là chính trong những cái điều mà tội lỗi đau khổ của chúng ta dễ cảm thông hơn với những yếu đuối, với những tội lỗi của người khác. Dễ cảm thông hơn với những yếu đuối, những tội lỗi, những đau khổ của người khác. Vì vậy mà chúng ta cũng cần phải đừng có nhìn những cái đau khổ bằng một cách tiêu cực. Rồi, chúng ta cũng thấy rằng câu mà tôi nói đấy là chúng ta đau khổ, chúng ta cảm thông tới, thì thư gửi giáo đoàn Do Thái đã nói về Chúa Giêsu như thế này: vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Chúa Giêsu là thân phận Thiên Chúa, nhưng mà Ngài nhập thể làm người. Ngài đã đi qua tất cả những đau khổ, để rồi Ngài có thể giúp đỡ những ai bị thử thách đau khổ. Là đúng vậy. Những năm tháng Chúa Giêsu trên trần gian, Ngài quan tâm đến những người nghèo, những người đau khổ lắm. Ví dụ, khi Ngài nhìn thấy dân chúng đông đảo thì Ngài chạy lòng thương, vì họ như đoàn chiên không người chăn dắt. Tin mừng theo Thánh Matthew nói như vậy. Khi Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng thì Ngài chạy lòng thương, vì họ như đoàn chiên không người chăn dắt. Chúa Giêsu cảm thông, Chúa Giêsu thương xót con người. Rồi có những lúc thì Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng đi theo Ngài, nghe Ngài mấy ngày trời rồi, Chúa Giêsu biết họ đói, thế Chúa tìm cách cho họ ăn. Đôi khi có những người bị mù lòa thì Chúa Giêsu đã chữa cho họ được sáng mắt. Có những người bị quỷ ám thì Chúa đã trừ tà trừ quỷ cho họ. Có những người ốm đau bệnh tật, những người bị phong cùi phong hủi rằng nào, 10 người bị phong hủi để đến xin Chúa, Chúa chữa lành cho. Hay là khi cái người con trai của bà quá thành Nain qua đời đấy, Chúa cũng động lòng thương, Chúa cứu cho con trai của bà được sống lại. Đối như là người đàn bà bị bệnh huyết mười mấy năm rồi, tiêu tốn biết bao nhiêu tiền tài của rồi, Chúa chữa lành cho người đó. Hay là khi một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, bị người ta lôi sòng sọc ra chữa đám đông, chế nhạo miệt thị, rồi còn muốn lên án tử cái người đó nữa, thì Chúa Giêsu đã khôn ngoan tìm cách để cứu cái người phụ nữ đó. Mà Chúa không những cứu mạng sống của chị đâu, mà Chúa lại còn ban lại cho chị niềm hạnh phúc, ban cho chị một cái cuộc đời mới nữa. Ta cũng không kết án chị đâu, chị ấy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa biết là chị có tội, Chúa không nói chị là người vô tội, chị rõ ràng có tội bởi vì bắt quả tang mà. Mà chúng ta thấy đi, bây giờ ai đó mà bị bắt tang phạm một cái tội gì thì chúng ta phải xấu hổ đến cỡ nào, vừa xấu hổ vừa sợ hãi nữa, mà nhất là lại bắt quả tang vì phạm tội ngoại tình nữa thì còn mặt mũi nào, đúng không? Mà chúng ta cứ thấy đi, vừa tảng sáng Chúa Giêsu còn đang giảng ở trong đền thờ, người ta lôi một cái người thiếu nữ, một cái người thiếu phụ đó sồng sọc ra vì bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Lúc đấy thì chắc là đầu tóc bù xù, mặt mũi nào chắc là chỉ có lúc đó tôi nghĩ chắc là chị chỉ muốn chui xuống dưới đất mà chết đi cho rồi thôi, đúng không? Quá xấu hổ, quá nhục nhã đi. Rồi biết bao nhiêu những tiếng người ta miệt thị, rồi đủ thứ cả khinh bỉ, la ó. Là người ta hỏi là bây giờ phải xử như thế nào đây? Chúa Giêsu chỉ trả lời đơn giản: ai cảm thấy mình không có tội thì ném đá chị đi. Từ từ từng người một ra đi. Như hôm qua tôi nói đấy, bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất. Rồi cuối cùng chỉ còn lại chị với Chúa Giêsu. Mà cái điều hay là gì? Chỉ là một cái người đang bị tổn thương, đang thiếu thốn cái sự cảm thông, lòng thương xót, tình thương. Còn Chúa Giêsu là gì? Chúa Giêsu lại là tình thương, là lòng thương xót. Chị đã gặp được ngay cái mà chị đang cần. Thế Chúa Giêsu mới đứng lên hỏi chị rằng: vậy không có ai kết án chị à? Chị nói không. Chúa Giêsu mới nói rằng: còn ta cũng không có kết án chị. Chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Cả chị, Chúa đã cứu mạng sống của chị, và Chúa lại còn cho chị một cái cuộc đời mới nữa là gì? Từ nay đừng phạm tội nữa. Thế là trong cái đau khổ đó giúp cho chị hoán cải. Và cũng nói tới là Chúa quan tâm, Chúa yêu thương những người tội lỗi, những người đau khổ, những người khốn khổ, những người nghèo khổ như thế nào. Bởi vì chính Chúa cũng đã đi qua những cái đau khổ của kiếp người. Thế rồi Chúa dễ cảm thông hơn. Tôi dừng lại đây một chút để có ai có thắc mắc, có câu hỏi gì không? Hay là có điều gì cảm thấy rằng chưa có hài lòng muốn bổ sung thì ở trên này có cái microphone trên này. Thế là ai có thắc mắc, câu hỏi điều gì thì xin đến để dùng cái microphone trên đây. Thưa, câu hỏi của con là khi mà con được nghe giảng gọi là mầu nhiệm đau khổ thì con không có thích nghe như vậy. Mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm Phục sinh, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thì con chấp nhận. Nhưng mà đau khổ mà cho nó lên tới mầu nhiệm thì con thấy nó kỳ. Tuy nhiên hôm nay con nghe cha giảng thì con thấy somehow nó cũng gần là thành mầu nhiệm rồi, nhưng mà con vẫn chưa có thấy chấp nhận được. Con xin cha giải thích thêm cái chữ mầu nhiệm đau khổ. Vâng, cảm ơn chị, nhưng mà xin chị kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì cái phần tới tôi sẽ nói nhiều hơn về cái mầu nhiệm đau khổ đó nhá. Bởi vì trong đó sẽ có, trong cái bài nói chuyện của tôi là tôi sẽ nói đến mầu nhiệm đau khổ là như thế nào. Vâng, rồi mời anh. Thưa cha, nghe cha giảng tối hôm qua thì con cảm thấy đau khổ nhiều hơn. Do đó hôm nay con có hai câu hỏi với cha. Câu hỏi thứ nhất là một quốc gia nó có một thể chế chính trị, mà cái thể chế chính trị đó có thể là nó đưa cái tôn giáo về cái niềm tin tôn giáo, có thể bắt hại, có thể rất là nhẹ nhàng. Thì cái người mà lãnh đạo về, con hỏi thứ nhất của con là cái người lãnh đạo tinh thần có phải có cái hành động chính trị hay không? Chứ còn thái độ chính trị con biết là chắc chắn là ai cũng sẽ có, ai cũng có, nhưng mà cái hành động chính trị có hay không? Còn câu hỏi thứ hai là con thấy trên hiện giờ mình đang sống đó, thì có nhiều người lãnh đạo đất nước này, người ta ủng hộ phá thai. Ta không những ta ủng hộ phá thai mà ta mang tiền bạc để cho những cái tổ chức phá thai để phá thai. Mà cái niềm tin tôn giáo của đạo Công giáo chúng ta là chống phá thai. Thì trong những trường hợp như vậy thì con thấy nhiều cái vị lãnh đạo tinh thần thì có người im lặng, có người chống. Mà theo phong tục của ta là im lặng là coi như có sự đồng ý. Thì vậy con xin cha giải thích giùm cho con, chúng con đang ở trong cái cái khó xử, bởi vì con thấy người này thì chống ra mặt, người kia thì im lặng, không có nói gì. Đó là cái mà cô hỏi con, xin cha trả lời giùm con. Vâng, cảm ơn anh. Cái chữ chính trị tiếng Anh gọi là politics đó, thì nó mang một cái ý nghĩa tốt. Có nghĩa là gì? Là làm việc chung với nhau. Politics có nghĩa là ở đâu có con người làm việc chung với nhau thì tự nhiên nó là politics. Cho nên chính ý nghĩa chính của nó là điều tốt thôi. Thấy không nào? Làm việc chung là tốt. Ở đâu có 2-3 người là có cái sự cộng tác làm việc chung với nhau là phải có chính trị. Thế là chính cái từ nguyên thủy của nó là một cái điều tốt. Nhưng mà chẳng qua là gì? Là người ta đôi khi lạm dụng nó. Người ta làm sai. Cho nên bây giờ nói tới chính trị là tự nhiên người ta cảm thấy nó có một cái ý gì nó không tốt. Thế là nó có cái bad taste trong đó. Nó không có gì đó không tốt nữa. À, thế là người ta cảm thấy muốn xa lánh chính trị. Mà người ta cho là cái người chính trị thì không tốt. Thế còn chính nguyên thủy của nó là không có như vậy. Thế một người làm chính trị mà làm đúng với lương tâm, làm mà để thực sự để xây dựng cộng đồng, xây dựng đất nước thì nó là tốt, không có sao cả. Chẳng qua là con người yếu đuối, có khi là trước khi có quyền hành thì hứa đủ thứ cả, phải không nào? Hứa những điều tốt lành cả, nhưng mà khi có quyền rồi thì lại không làm những đúng như những lời mình đã hứa. Có nhiều lý do. Có khi là vì do lòng tham, có khi là vì do là muốn có quyền hành hơn, tại vị lâu hơn, hay là đôi khi là có những cái phe phái nó ủng hộ mình, nó cũng đòi hỏi cái này cái kia, cho nó cũng phải những cử tri vào nào nó bầu cử cho mình rồi, bây giờ mình phải nghe theo nó, không thì nó không bầu cử cho mình nữa. Hay là những người họ đóng góp cho cái quỹ mà để mình có tiền để mình gọi là tranh cử, thế là mình cũng phải nghe nó, chiều theo nó, thì từ từ không có bị lệ thuộc, không có làm được cái điều mình muốn làm nữa. Thế nó biết bao nhiêu những cái điều gọi là không đúng, sai trái nó ra từ đó. Thế còn bây giờ còn cái vấn đề gọi là ngừa thai, phá thai thế này thì nó là một cái vấn đề rất là phức tạp. Tôi không thể nào phán xét rằng vị nào làm đúng, vị nào làm sai. Nhưng mà tôi chỉ nói như thế này. Có một số người đó thì nghĩ rằng bây giờ cứ bảo chứ chống phá thai, nhưng mà còn những người nghèo thì làm sao? Những người tị nạn thì làm sao? Thì giáo hội Công giáo nhìn vào cái điều đó như thế nào? Thưa, thứ nhất, ai đau khổ, ai nghèo, người tị nạn, người nghèo và những thai nhi đều cần phải được bảo vệ cả. Tuy nhiên, khi phải lựa chọn thì chúng ta phải xếp thứ tự của nó. Ví dụ, bây giờ có một người nghèo và bây giờ tôi lấy cái tiền tôi đang có này, chị cũng nghèo, tôi giúp cho chị, nhưng mà nếu tôi không giúp cho chị đó thì chị chưa có chết ngay. Có thể chị bị đói 1-2 ngày chị chưa chết ngay, và cái người này mà không có ăn ngày hôm nay thì họ chết ngay. Thì tôi phải cứu ai trước? Tôi phải cứu cái người chết ngay, đúng không? Thế là trong những vấn đề đó cũng vậy. Ví dụ bây giờ nếu phải lựa chọn những người tị nạn, những người nghèo, tôi cũng phải quan tâm, cũng phải giúp. Nhưng mà nếu tôi chưa có thể giúp được cho họ, tôi chưa trực tiếp giết họ ngay, ít nhất là cái ý định của tôi. Còn khi phá thai là nó rất rõ ràng là ý định giết người ngay lập tức. Cho nên nó là cái nguy hại hơn. Nếu đó là tôi nhìn vào cái đó là như vậy. Bởi vì giờ tôi chưa có giúp được cho người nghèo, những người tị nạn, không phải là tôi muốn giúp là tôi chưa giúp được thôi. Và nếu tôi chưa giúp được, họ cũng chưa chắc đã chết ngay. Nhưng mà cái ý định của một người muốn phá thai là ý định giết người là rõ ràng rồi. Theo nào? Thì nó phải nguy hại hơn chứ. Nó phải nguy hiểm hơn chứ. Cho nên tại sao giáo hội mới có một cái sự, bởi vì sao vậy? Đặc biệt là gì? Là những cái thai nhi đó là những người vô tội, không những giết người mà lại là giết người vô tội nữa. Cho nên vì vậy giáo hội mới đưa ra là cân cái nào cái nặng, cái nào nhẹ hơn. Với một cách là nếu bây giờ mình chưa có giúp được cho những người tị nạn, những người nghèo, có thể là họ chết, nhưng mà nó là cái gián tiếp thôi. Còn cái phá thai là cái trực tiếp giết người. Và không những giết người mà là còn giết người vô tội nữa là khác. Còn các đứng lên tiếng hay không lên tiếng thì cái đó là do hoàn cảnh, do sự khôn ngoan, do lương tâm của các đứng. Tôi không thể xét đoán các đứng được. Tôi không thể xét đoán đứng được, bởi vì có những cái hoàn cảnh của các đứng mà có khi tôi không gọi là không trong chăn thì không biết chăn có rận. Cho nên tôi không thể xét đoán được. Việc xét đoán là việc của Thiên Chúa, việc có những đứng bản quyền. Còn tôi thì chỉ là một người thấp cổ bé họng, thì tôi cố gắng làm sao sống cho nó tốt rồi cầu nguyện thôi, không nào. Và tôi cũng lên tiếng trong cái giới hạn của tôi thôi. Ví dụ như đây tôi đang chia sẻ như vậy cũng là một cách tôi đã nói trong bạn chị em, đó là cái điều mà tôi nhận thấy như vậy. Cho nên là cái từ chính trị thực nó là tốt, là làm việc chung với nhau. Ở đâu có 2-3 người là đâu có chính trị rồi. Nhưng mà chính trị tốt hay xấu là do tự người ta sử dụng nó như thế nào. Còn ai có thắc mắc, có câu hỏi, ý kiến gì nữa không? Yên lặng quá, hay đau khổ quá rồi không lên tiếng được nữa rồi đau khổ quá cho nên là không nhúc nhích được nữa. Tôi nếu vậy thì tôi sẽ nói tới mầu nhiệm đau khổ, phải không nào? Thứ nhất, mầu nhiệm là cái gì? Mầu nhiệm là điều không hiểu, phải không nào? Trước đây tôi đã nói rồi, nhiều người cứ nói là mầu nhiệm có nghĩa là cái gì con không hiểu, con không biết được thì cho là mầu nhiệm. Không hoàn toàn như vậy đâu. Tôi cũng đã từng chia sẻ trước đây rồi, nếu mà cứ nói rằng cái gì không biết, chúng ta không biết, không giải thích được cho là mầu nhiệm, thì ở đây có nhiều mầu nhiệm lắm. Theo nào, có khi ông nào cũng là một mầu nhiệm, bà nào cũng là một mầu nhiệm này. Tại vì nhiều khi vợ chồng sống với nhau rồi đấy, và chứ tôi sống với ông bao nhiêu năm, mấy chục năm nay rồi, mà tôi càng ngày tôi càng không hiểu được ông nữa, cho nên ông cũng có thể là một mầu nhiệm đấy. Ông nào mới có hiểu được đâu. Hay là có nhiều ông nhìn vợ mình là tôi sống với bà mấy chục năm mà tôi chẳng hiểu được bà, tôi chẳng hiểu bà nghĩ cái gì hết cả, thế là bà cũng là một cái mầu nhiệm to đùng. Là mầu nhiệm nó không đơn thuần chỉ là những cái gì chúng ta không hiểu, không biết được thì là mầu nhiệm, mà mầu nhiệm nó là như vậy. Mầu nhiệm theo ý nghĩa của Công giáo đó là một cái tín điều, hay là một cái điều gì quan trọng mà tự đầu óc của chúng ta đó, chúng ta không suy diễn, chúng ta không hiểu được hết. Nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta không biết cái gì. Tuy nhiên, chúng ta biết được bao nhiêu và chúng ta hiểu được bao nhiêu là do Chúa mặc khải cho chúng ta bấy nhiêu. Ví dụ, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Thế tự đầu óc của chúng ta không thể suy diễn được mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, làm sao chúng ta biết được? Nhưng mà chúng ta có biết về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi không? Có, chúng ta biết rằng có Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Đấy, ba ngôi bằng nhau, cùng một bản thể, cùng một bản tính như nhau. Thế chúng ta biết được như vậy là do ai? Do chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta, thấy không nào? Ví dụ trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 28 câu 19 đến 20, trước khi Chúa Giêsu về trời, Chúa sai các môn đệ đi rao giảng cho muôn dân, nói rằng các con đi rao giảng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thế Chúa Giêsu mặc khải chúng ta biết là đấy, có một Thiên Chúa gọi là Chúa Cha, một Chúa gọi là Chúa Con, có một Chúa gọi là Chúa Thánh Thần. Ba ngôi là một Chúa thôi. Hay là Chúa Giêsu nói rằng ta và Cha ta là một. Thế Chúa Giêsu mặc khải chúng ta biết là có Chúa Cha. Hay là Chúa Giêsu nói rằng khi mà ta ra đi rồi thì sẽ có một đấng phù trợ đến. Thế là Chúa Giêsu nói chúng ta về Chúa Thánh Thần, thế không nào? Thế là chúng ta có biết được về ba ngôi Thiên Chúa, và chúng ta biết được bao nhiêu, và lỡ là do Chúa mặc khải cho chúng ta, rồi chúng ta với thời gian suy diễn, suy niệm thêm. Thế là mầu nhiệm nó vậy. Thế là giờ mầu nhiệm đau khổ. Chúng ta có biết về đau khổ không? Có chứ. Ai cũng đã từng đau khổ, không ít thì nhiều, không nào? Ở đây có ai chưa bao giờ đau khổ không? Đưa tay tôi xem. Tôi cho thêm vài cái. Có ai thiếu đau khổ, mai mang cái bị thật to vào, tôi gửi cho một gói đau khổ. Tức là chúng ta đều biết đau khổ cả, nhưng mà chúng ta không hiểu hết được. Ví dụ, nhiều khi đâu biết được hết là những đau khổ nó từ đâu nó đến. Hôm qua tôi nói là đau khổ có đến là đa số là đến từ tội lỗi này, đến sự thử thách của Thiên Chúa. Có nhiều cái đau khổ chúng ta không giải thích được. Chúng ta có biết từ hôm qua đến hôm nay tôi cũng nói nhiều điều về đau khổ, nhưng mà tôi có nói được hết không? Không. Đặc biệt là khi đứng trước có một số những đau khổ mà chúng ta không biết nói cái gì cả. Ví dụ bây giờ là anh em linh mục chúng tôi được gọi đến một gia đình vừa có một đứa con, nó mới 17 tuổi, nó tự tử, nó chết. Chúng tôi nói cái gì đây? A good man die young, người trẻ chết sớm. Hay là nói thôi anh chị đừng đau khổ, cháu nó về với Chúa rồi. Họ nói sao Chúa độc ác thế? Không, Chúa không để cho nó ở lâu lâu tí mà Chúa cắt nó sớm quá vậy. Thế chứ có những cái đau khổ, đứng trước một số những đau khổ chúng ta không biết nói cái gì cả. Mà thực sự anh em chúng linh mục chúng tôi rất nhiều lần đối diện với những cái điều đó. Có những người phụ nữ đến, họ chia sẻ những đau khổ trong đời sống hôn nhân của họ. Và không phải một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mà có khi họ đau khổ nhiều năm nay rồi. Họ cố gắng, họ mệt mỏi lắm rồi. Họ nói thưa cha, con đã cố gắng hết sức, bây giờ con không biết làm cái gì, con quá mệt mỏi rồi. Có những lúc tôi cũng không biết nói cái gì nữa, bởi vì cái đau khổ của họ quá lớn để cho tôi có thể nói một cái điều gì ra. Thì hầu như tôi cảm thấy rằng bất cứ tôi nói một cái điều gì ra thì một cách nào đó đều như là không có cảm thông và có thể là xúc phạm tới cái sự đau khổ của họ. Đứng trước một số những đau khổ, tôi cũng chỉ biết thinh lặng và cầu nguyện cho họ thôi. Thế đó cũng nói đến là đau khổ cũng là một mầu nhiệm theo cái nghĩa đó. Chúng ta có thể nói về đau khổ, hiểu về đau khổ tới một mức độ nào đó, nhưng có những cái chúng ta không hiểu hết được, không giải thích được, không nói được, và cũng không biết nguyên do nó từ đâu nó lại như vậy. Và nó là một cái mầu nhiệm, nó là như thế này thưa ông bà anh chị em. Tôi đọc cái tư tưởng này là của Đức Cha Phụ tá của Vinh, Đức Cha Nguyễn Văn Viên. Để nói rằng khi Chúa Giêsu biến hình đó, Chúa Nhật vừa chúng ta đọc bài tin mừng Chúa Giêsu biến hình. Cái biến hình của Chúa Giêsu trên núi đó sáng láng rực rỡ như vậy, nhưng mà nó không rực rỡ bằng cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Tất cả những phép lạ lớn lao Chúa Giêsu làm trong cuộc đời của Ngài trên trần gian không lớn lao bằng những cái đau khổ của Ngài chịu trong cuộc tử nạn. Người ta có thể không nhớ đến những phép lạ Chúa làm, người ta có thể không nhớ đến việc Chúa biến hình ở trên núi, nhưng mà không ai không nhớ đến rằng Chúa chết ở đây. Và vì vậy mà trong các nhà thờ không để một hình Chúa Giêsu sống lại hay là một cái hình ảnh nào đẹp hơn, mà luôn luôn treo cái hình Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá. Mầu nhiệm của đau khổ và là của vinh quang, đặc biệt là gì? Trong tin mừng của Thánh Luka nói rằng gì? Qua đau khổ đến vinh quang. Cho nên nhiều khi chúng ta nhìn vào những đau khổ, chúng ta cảm thấy rằng ai cũng sợ, ai cũng không muốn đau khổ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng gì? Những cái vĩ nhân, những con người vĩ đại đều là những con người chịu đau khổ, chịu hy sinh vì người khác. Không đau khổ, không hy sinh vì người khác thì không trở nên vĩ đại được. Đức Giêsu Kitô, sự phục sinh của Ngài trở nên vĩ đại và lớn lao là bởi vì chính Ngài đã phải trả một cái giá rất đắt. Ngài phải đau khổ, Ngài phải chết một cách nhục nhã như thế nào thì sự phục sinh của Ngài mới vinh quang đến như vậy. Chúng ta cứ để ý đi, tất cả những vĩ nhân, những người gọi là lỗi lạc được người ta tôn sùng thì đều là những con người dám hy sinh vì người khác, dám hy sinh vì dân tộc, vì đất nước, những con người dám chết vì người khác. Đúng không nào? Và chính Chúa Giêsu cũng nói điều đó. Không có cái tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của một người dám thí mạng sống mình vì bạn hữu. Cho nên cái sự vinh quang đó nó lại đến từ đau khổ, chứ không phải là đến từ những sự sung sướng, những cái sự bình an. Thì đó có phải là một mầu nhiệm không nào? Tôi muốn đọc nguyên văn bởi vì Đức Cha Viên Ngài viết tương đối cái đoạn này tôi thấy rất là hay. Cho nên tôi muốn đọc nguyên văn cho ông bà anh chị em về cái mầu nhiệm của đau khổ này. Đức Giêsu là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa hiện diện trong môi trường thế giới thụ tạo. Vị Thiên Chúa toàn năng cũng là vị Thiên Chúa mang thân phận con người. Vị Thiên Chúa là nguồn gốc của muôn vật muôn loài, cũng là vị Thiên Chúa chịu cảnh đau khổ của muôn vật muôn loài. Vị Thiên Chúa thi ân giáng phúc cũng là vị Thiên Chúa bị người đời khinh khi nhục mạ. Vị Thiên Chúa thánh thiện cũng là vị Thiên Chúa là nạn nhân của tội lỗi. Vị Thiên Chúa trao ban bình an cũng là vị Thiên Chúa bị kết án là nguyên nhân chia rẽ. Vị Thiên Chúa là nguồn sống cũng là vị Thiên Chúa chịu chết trên thập giá. Không ai có thể liệt kê hết những nghịch lý nơi đường đau khổ của Đức Giê-xu trong hành trình trần thế. Cách thức Đức Giê-xu tiêu diệt tội lỗi, đau khổ và sự chết hoàn toàn mới lạ so với tâm thức của con người qua mọi thời đại. Quả thực, nơi đường đau khổ của Đức Giê-xu, lời của Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah về tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa đã được ứng nghiệm. Con người thường ngạc nhiên trước những điềm thiêng dấu lạ mà Đức Giê-xu thực hiện hơn là những đau khổ của người. Thực ra, những đau khổ của người đáng ngạc nhiên hơn những điềm thiêng dấu lạ người thực hiện. Hai biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Giê-xu diễn ra trên núi Tabor và núi Sọ giúp mọi người hiểu thêm về điều này. Khuôn mặt Đức Giê-xu đẫm mồ hôi máu trên núi Sọ đáng ngạc nhiên nhiều hơn khuôn mặt sáng láng của người trên núi Tabor. Hình ảnh Đức Giê-xu trần truồng trên núi Sọ đáng ngạc nhiên hơn hình ảnh của người với áo trắng sáng láng tinh tuyền trên núi Tabor. Sự cô đơn của Đức Giê-xu trên núi Sọ đáng ngạc nhiên hơn sự sum vầy của người với những môn đệ thân tín cùng Môi-se và Ê-li-a trên núi Tabor. Tiếng kêu thương của Đức Giê-xu trên núi Sọ: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Đáng ngạc nhiên hơn tiếng nói của Thiên Chúa Cha: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Trên núi Tabor, bóng tối bao phủ mọi người trên núi Sọ đáng ngạc nhiên hơn là mây trắng bao phủ Đức Giê-xu và các môn đệ trên núi Tabor. Quả thực, những điểm thiêng dấu lạ Đức Giê-xu thực hiện diễn tả quyền năng vốn có của người, còn những gì Đức Giê-xu chịu đau khổ diễn tả tình yêu huyền nhiệm vượt quá tư tưởng và hiểu biết của con người muôn thế hệ. Tôi xin dẫn giải như vậy để chúng ta dễ hiểu hơn. Tại sao Đức Cha lại nói rằng chúng ta nên ngạc nhiên vì những cái đau khổ của Chúa hơn là những vinh quang của Chúa? Tại sao vậy? Bởi vì Chúa là Thiên Chúa, Chúa là vua, cho nên việc mà Chúa vinh quang, Chúa quyền năng là chuyện bình thường, đúng không nào? Ngài là Thiên Chúa, Ngài là vua, thì cái chuyện mà Ngài quyền năng, Ngài sáng láng, Ngài uy quyền, hoặc là người ta đến chúc tụng Ngài rồi đến bám víu vào Ngài, đó là chuyện bình thường. Đừng nói Thiên Chúa, bây giờ một cái người nào đó trong chúng ta đây mà có tiền, có địa vị ra, có nhiều người đến bám vào không? Là chuyện bình thường. Cho nên Chúa được sáng láng, được vinh quang, làm phép lạ, được nhiều người quý mến, yêu mến, tung hô là chuyện bình thường, không có gì lạ cả. Cái lạ là gì? Lạ là một Thiên Chúa quyền năng vinh quang như vậy và lại bị người ta sỉ nhục, bị người ta đánh đòn, bị người ta giết chết. Đó mới là cái lạ, đúng không nào? Ví dụ bây giờ tôi là linh mục này và tôi lên làm bàn thờ dâng lễ rồi mọi người hát này kia, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi là linh mục, bây giờ tôi đi ra ngoài tôi đi ăn mày thì mới là chuyện lạ, đúng không? Có đúng không nào? Thế là Chúa Giê-xu cũng vậy thôi. Chúa Giê-xu mà Ngài là Thiên Chúa cho Ngài vinh quang, Ngài sáng láng, Ngài uy quyền là chuyện bình thường. Nhưng mà Ngài là Thiên Chúa mà lại bị người ta ghét bỏ, bị người ta sỉ nhục, bị người ta đánh đập, bị người ta vu oan, bị người ta giết chết. Đó mới là cái điều lạ. Mà cái điều lạ đó từ đâu vậy? Tất cả những đau khổ Chúa Giê-xu chịu từ đâu vậy? Vì lòng yêu mến, vì tình yêu. Cho nó mới lạ, mà nó lạ làm sao? Lạ đến mức độ là gì? Nó trở thành một cái mầu nhiệm của sự đau khổ, bởi vì chúng ta không hiểu được tại sao Thiên Chúa mà lại như vậy. Nhiều người Công giáo và một số anh chị em bên lương nữa vào nhà thờ Công giáo thì lên trường chuộc tội, chứ không hiểu tại sao mà nhà thờ Công giáo lại treo cái hình Chúa đau khổ trên thập tự như vậy. Có những người còn nói rằng nếu mà giáo hội nhà thờ Công giáo mà treo tượng Chúa như vậy chắc không truyền giáo, không ai muốn theo đạo Công giáo đâu. Bởi vì đạo gì mà lại thờ phượng cái người đau khổ. Người ta muốn theo đạo thì để được tìm bình an, tìm được hạnh phúc, tìm được sung sướng. Chứ ai theo cái đạo, cái ông đạo nào mà lại phải chết đau khổ như vậy thì theo làm cái gì? Có nhiều người đã nói như vậy đấy. Mà người ta còn cho rằng việc mà các nhà thờ Công giáo treo tượng Chúa Trục Tội giữa nhà thờ là nó phản cảm. Nó có vẻ là ngày đối với thời đại ngày hôm nay nó một cái sự gọi là nó bạo lực. Cho nên họ nghĩ rằng nên treo tượng của Chúa Giêsu sống lại thì nó hay hơn. Ta nhiều nơi đã làm cái điều đó. Nhưng mà tại sao mà trải qua bao nhiêu thế kỷ, với biết bao nhiêu những cái đầu óc khôn ngoan, thánh thiện, đạo đức, vẫn chọn lựa rằng nhà thờ Công giáo buộc phải treo tượng chuộc tội? Và dù nếu một cái nhà thờ nào mà có hình tượng Chúa sống lại thì ở xung quanh cung thánh này cũng phải có một cái tượng chuộc tội ở đây. Nếu mà ông bà chị em thấy đấy, một nhà thờ nào mà thay vì tượng chuộc tội, thay vì tượng Chúa Giêsu đóng đinh mà có tượng Chúa Giêsu sống lại thì trên cung thánh đâu đó cũng đều phải có một cái tượng chuộc tội. Đó là theo luật phục vụ buộc như vậy. Tại sao giáo hội không lựa chọn một cái hình ảnh nào của Chúa vinh quang thế nào? Ví dụ Chúa biến hình trên núi Tabor để giữa nhà thờ, có khi là làm cho người thu hút người ta hơn. Hay là tượng Chúa sống lại có thể là thu hút người ta hơn. Một cái hình ảnh nào đó là Chúa Giêsu được tung hô, có khi thu hút người ta hơn. Tại sao giáo hội lại không lựa chọn những cái hình ảnh vinh quang của Chúa, những tốt đẹp của Chúa, mà lại lựa chọn một hình của Chúa, cái giây phút mà Chúa đau đớn, đau khổ nhất tột cùng, để ở giữa nhà thờ? Có nhiều người còn nói rằng tôi không thích vào đạo Công giáo là bởi vì tự nhiên đạo Công giáo lại treo tượng Chúa trong nhà thờ, mà tượng Chúa lại để trần truồng như vậy. Ai mà để cha Chúa là cha là mẹ của mình thì nếu mà cha mẹ mình mà có trần truồng phải che đậy cất đi, chứ ai lại dơ ra cho người ta xem như vậy? Không hợp, đặc biệt với văn hóa Việt Nam nữa. Nhưng mà tại sao qua bao nhiêu thế kỷ, biết bao nhiêu những đầu óc khôn ngoan, thánh thiện, tốt lành lại tiếp tục lựa chọn để treo cái hình ảnh đau khổ, tang thương này trước mắt chúng ta? Bởi vì đó là một cái điểm lạ, một cái sự lạ, một cái sự lạ mà con người không thể tưởng tượng, không thể hiểu biết được. Một cái sự lạ mà vì tình yêu nó lớn lao đến như vậy. Còn cái chuyện mà Thiên Chúa mà vinh quang thì cái chuyện quá bình thường rồi, đúng không nào? Quá bình thường rồi. Nhưng mà vì một Thiên Chúa uy quyền như vậy mà lại chấp nhận đau khổ tủi nhục như vậy, chết mà chết một cách tủi nhục như vậy, thì đó mới là một cái chuyện lạ mà tâm trí con người không thể hiểu thấu được, mà đôi khi chỉ có thể cảm nhận được bằng đức tin, bằng ơn của Chúa. Chỉ có bằng tình yêu mới có thể cảm nhận được cái điều đó. Thì đó là mầu nhiệm đấy. Đó là mầu nhiệm. Cho nên nhiều người, tôi còn nhớ mãi khi tôi còn là một chúng sinh, ngày xa xưa khi tôi còn là một thanh niên trẻ cơ, chứ không phải là như bây giờ. Thì tôi nhớ có một cái bà làm ở trong bà làm ở trong một cái bưu điện ở gần chủng viện đó. Bà tốt lành lắm. Bà là một người tín hữu tin lành. Bà tốt lành lắm, rất yêu thương, quý thương các thầy. Thì có một lần với lòng tốt bà thôi, bà nói với tôi như thế này. Bà nói là thầy ạ, thầy tốt như vậy cứ đi tu đi. Nhưng mà nếu mà lúc nào thầy bình an thì cứ đi tu. Nhưng mà nếu mà lúc nào mà không bình an, đau khổ nữa đó thì thôi. Mà đúng vậy, nhiều người ta cứ nghĩ rằng trong đời sống của gia đình cứ phải lúc nào cũng vợ chồng nhìn nhau cười hí hí đó là mới là hạnh phúc, là mới là ở. Còn khi nào mà vợ chồng nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, trào máu họng thì nên đường đứa nào đứa đi, thấy không nào? Hoặc đời tu cũng vậy. Cái ngày nào mà còn cảm thấy bình an, hạnh phúc, anh chị em yêu thương nhau thì tu. Còn ngày nào mà tu mà cảm thấy đau khổ rồi bị bề trên đì hay thế này thế kia thì thôi, bỏ cuốn gói chạy cho mau. Nó không phải vậy. Mà tôi nghĩ ngay cả trong đời sống hôn nhân gia đình cũng cần phải có những lúc đau khổ, những thử thách. Ông bà anh chị có nghĩ vậy không? Có ai có can đảm gật đầu không? Tôi nghĩ là cần lỡ gì là bởi vì vậy. trong ngày cưới là thầy hứa với nhau rằng anh sẽ yêu thương và chung thủy với em mỗi ngày suốt đời của anh. Lúc bình an mạnh khỏe, mọi sự suôn sẻ đồng thuận với nhau thì cái chuyện nó dễ quá, đúng không nào? Nhưng mà khi có những sự bất đồng, có những khó khăn thử thách rồi thì còn giữ lời hứa đấy không? Thì chính trong những cái đau khổ thử thách đó thì chúng ta lại mới có cơ hội để mà chứng minh cái tình yêu và sự chung thủy của chúng ta, đúng không? Nếu mà không có những khó khăn, những thử thách đó thì lấy cái gì để mà gọi là chứng minh cái tình yêu và sự chung thủy của chúng ta? Vậy mà khi gặp khó khăn thử thách thì thôi, biết vậy thì không lấy anh nữa cho rồi. Ngày xưa ngu quá, tôi ngu tôi mới lấy anh, chứ còn tôi khôn thì tôi đâu lấy anh đâu. Ngày xưa tôi mù thì tôi mới lấy anh, chứ tôi sáng mắt thì tôi không lấy nữa. Anh chị này ngồi cười nhau, thấy sáng mắt chưa? Sáng rồi không? Cho nên là tôi kể chuyện mà Tiếu Lần nó có thật đấy, là cái cặp vợ chồng ở bên người Việt và ở Mỹ này thì cũng có tinh thần, tức là cũng cấp tiến rồi, tức là sang bên này rồi phải học cái mới, tức là có những đứa con bắt đầu nó vào tuổi cập kê, vào tuổi dậy thì rồi, thế hai vợ chồng cũng ngồi xuống với các con để giải thích về tình yêu đôi lứa, rồi về đời sống tâm sinh lý này, chia con cái vân vân. Thế là giải thích thì có một đoạn thì người mẹ mới nói rằng con là khi chúng con phải cẩn thận, bởi vì khi người ta yêu nhau thì người ta dễ mù quáng lắm. Ông bà anh chị em có thấy vậy không, biết không? Thế người ta yêu nhau người ta dễ mù quáng, cho nên phải cẩn thận vào. Thế đứa con trai nói chứ vậy thưa bố mẹ, vậy thì làm sao mà giúp cho người ta để người ta yêu mà người ta không mù quáng? Ông bà nhìn nhau làm sao bây giờ? Nghĩ hồi rồi ông chồng bố mới nói chứ chẳng cần phải làm gì con ạ, cứ để cho nó cưới nhau vài năm là tự nhiên nó sáng mắt nó ra. Cho nên tôi nghĩ rằng ở đây cũng có nhiều người sáng mắt ở đây này. Sáng mắt hay là tối mắt. Xong rồi hôm vừa rồi tôi cũng vô tình tôi nói này thôi mà buồn cười, tôi cũng nói chứ đấy, cho nên là Chúa cũng rất là, thực sự cái sự quan phòng của Chúa tự nhiên nó tốt lành lắm, mà nhiều khi con người thì cứ muốn đi ngược lại với tự nhiên. Ví dụ tự nhiên thì con người ai cũng phải già, đúng không? Mà già rồi thì làm sao? Da mặt nó nhăn nheo thế nào, nó không được đẹp như xưa nữa. Tôi nghĩ rằng nhiều bà ở đây ngày xưa là đẹp lắm đấy chứ, thế nào? Rồi không những là nó nhăn nheo xấu xí thì mà nó còn gì nữa, mắt còn mờ nữa. Thế là mà tôi cũng nghĩ là cũng tốt, da rồi mắt mờ thì cũng tốt. Bởi sao vậy? Vì mắt mờ cho nên vẫn thấy nhau đẹp như xưa vậy, thế nào? Chứ con dùng mắt mờ rồi để cho nó đi mổ mắt, nó thấy mặt nhăn nheo quá khi nó bỏ thấy người khác mất, nó khủng khiếp quá. Có những cái sự thật mà nhiều khi nó bẻ bàng lắm, thấy không nào? Cho nên là có khi Chúa quan phòng chứ để cho già mờ mắt thì cũng tốt. Thế thì vẫn thấy là đấy, bà vẫn đẹp như xưa mà ông vẫn ngon cơm như xưa vậy, thấy không nào? Thế đôi khi Chúa để cho mắt mờ đi có khi lại cũng tốt. Cho nên rồi chứ là các bà các ông nào mà nhiều khi mà dám cả gan lại cho chồng mình đi mổ mắt, thì vợ mổ mắt thì sáng mắt ra thì phải coi chừng đấy. Có khi sáng mắt ra rồi thì nó lại vãi tội ra. Nói thì nói vậy thôi, chứ đừng về bao cha Thắng nói vậy thì mai ông không được đi mổ mắt nữa nhá, thì lại khổ. Thì nghe giảng về nhất định mai không cho vợ cho chồng đi mổ mắt nữa thì tôi lại không chịu tội được. Hay là già rồi còn làm gì nữa? Già rồi thì nặng tai không nghe được, cái nào mà cũng là tốt. Nhiều khi già rồi chẳng có chuyện gì cứ cằn nhằn nhau tối ngày, tức là điếc thì cũng bớt nghe đi thì cũng đỡ. Tôi thấy là có những nơi là có thấy có những ông những bà đấy, gọi là tiếng Anh nó gọi là selective hearing. Hỏi cái gì đó mà không thích mà điếc không nghe được, nhưng mà người ta nói thầm đâu muốn nghe được ngay. Nhưng mà bao chứ có tiền không cho vay, điếc không nghe được gì đâu, nghe nói được hết gì hết đó. Nhưng mà cái gì muốn nghe thì xa là kia cũng nghe thấy, còn cái gì không muốn nghe cứ bảo điếc cũng nghe thấy gì đâu. Nhất là đụng tạm với tiền bạc là điếc. Ở đây có nhiều người điếc như vậy không? Hay là cha xứ đang kêu gọi đóng góp để xây nhà giáo lý rồi xây này kia, chứ cô mấy cha nói mà con chẳng nghe được gì cả. Không đấy, con không có mang máy trợ thính con có nghe được cái gì đâu. Bảo hôm nay cũng mang tiền không, thì nếu không con nào con nhớ mà đấy, con lại quên được. Cái tuổi già rồi cha nó lú lẫn, nó chẳng nhớ gì cả. Bảo là hôm nay mang tiền đi giúp cho nhà thờ rồi lại quên rồi. Lúc thì điếc, lúc thì lãng trí quên. có nhiều sự quá. Cho nên là có khi là từ mai đi mà cha xứ muốn kêu gọi đóng góp thì phải mang sẵn một số những máy trợ thính. Ai chưa có thì ráp vào trước rồi mới thông báo sau, đúng không nào? Và sợ quên thì ghi hẳn cho cái nốt cầm về nhà. Đấy. Thế là trong những cái đau khổ trong hôn nhân gia đình, chúng ta thấy cũng là cái cơ hội để cho chúng ta chứng minh được cái tình yêu, cái sự chung thủy của nhau. Và đặc biệt nó còn cái gì nữa? Nó còn tạo ra cái nghĩa vợ chồng. Ngày xưa yêu nhau, cưới nhau là vì tình yêu. Nhưng mà sống với nhau lâu năm rồi, trải qua biết bao nhiêu những thăng trầm khốn khổ với nhau rồi, thì ngoài tình yêu nó còn có gì nữa? Nó còn có nghĩa vợ chồng, nghĩa phu thê nữa. Thế nó tăng thêm. Đấy, rồi chúng ta mới thấy là gì? Có những ngày tình nó không còn nữa thì nó vẫn còn nghĩa vợ chồng ở đấy. Có những ngày cái tình nó không còn mặn nồng như xưa nữa, nhưng mà nó vẫn còn nghĩa vợ chồng ở đấy. Những lúc vui, lúc buồn có nhau, những lúc sướng, lúc khổ, những lúc tôi đã vì anh, những lúc anh đã vì tôi, rồi vì con cái của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có nhìn đau khổ, những thử thách trong cuộc đời, ngay cả trong đời sống hôn nhân một cách quá tiêu cực, để rồi chúng ta cứ bằng mọi giá đẩy đau khổ ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Mà ngày hôm nay chính xã hội của chúng ta đang tuyên truyền cho chúng ta những cái tư tưởng, những cái chủ nghĩa đó. Ví dụ qua cái việc gọi là trợ tử đấy, nào hay là an tử đấy, thế nào cũng chết rồi thì thôi, giờ ốm đau cứ nằm rè rè đấy mà đau bệnh rồi tốn tiền của vất vả mọi người, thôi thì chích cho một mũi thuốc chết sớm đi, theo nào. Thế là một con người ngày hôm nay gần như một cách nào đó họ muốn đẩy mọi đau khổ ra cuộc đời của họ. Họ cho rằng đau khổ là sự dữ và không nên có trong cuộc đời, cho nên bằng mọi giá phải đẩy đau khổ ra khỏi cuộc đời. Không nhất thiết vậy. Như tôi nói hôm qua đấy, chúng ta là những người Công giáo, chúng ta không xin cho có đau khổ, chúng ta không đi tìm đau khổ. Nhưng mà nếu đau khổ đến với chúng ta vì lý do gì đó, chúng ta tập chấp nhận nó với ơn Chúa. Bởi vì trong sự đau khổ đó, nó có thể giúp được cho chúng ta rất nhiều điều, từ làm cho chúng ta hoán cải, làm cho chúng ta khiêm tốn hơn, làm cho chúng ta có thể chứng minh tình nghĩa vợ chồng với nhau, tình yêu chung thủy với nhau, giúp cho chúng ta dễ cảm thông hơn với những người khác, giúp chúng ta trở nên khôn ngoan hơn. Cho nên đừng nhìn vào những cái đau khổ một cách tiêu cực, để rồi bằng mọi giá phải đẩy đau khổ ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Mà ngày hôm nay xã hội chúng ta đang làm như vậy đấy. Cái gì mà đau khổ thì gạt bỏ đi. Vợ chồng sống với nhau hạnh phúc thì ở nhau, còn nếu mà hạnh phúc, vợ chồng mà có những lúc không hạnh phúc với nhau thì thôi, đường ai người đi, đừng làm cho nhau đau khổ. Sao nào? Ở giáo xứ này mà vui vẻ thì ở, còn giáo xứ này không vui vẻ thì thôi, đi sang nhà thờ khác đi lễ. Orange County này khối gì nhà thờ, đâu nào? Trong hội đoàn này, ca đoàn này, mà chị ca trưởng lôi thôi, khó tính thì thôi, đi ca đoàn khác. Giáo xứ nhiều ca đoàn đâu vậy, có một ca đoàn duy nhất, phải không nào? Giáo xứ đám cưới hát không được, tôi đi hát đám ma. Thế là người ta cứ muốn là đẩy đau khổ, ở đâu là khó chịu không vừa ý mình cái là muốn bỏ. Mà nếu mà chúng ta thấy ở đâu khó chịu, ở đâu có những thử thách, những khó khăn, những đau khổ mà ta bỏ, thì chúng ta sẽ chạy cả đời. Và càng chạy lại càng cảm thấy đau khổ, chạy một vòng rồi cứ thấy nó vòng vòng, có khi lại còn đau khổ hơn nữa, bực dọc hơn nữa, mà càng mất bình an hơn nữa. Tôi không có vơ đũa cả nắm, nhưng mà tôi cũng có cơ hội, nhiều cơ hội gặp nhiều người đấy. Họ ly dị rồi bắt đầu họ tái hôn này kia tìm đấy, nhưng mà trong hôn nhân nào thì nó cũng có đau khổ nhiều ít gì đó. Tất nhiên cũng không nói là giáo hội Thiên Chúa không quan tâm, không thương. Có chứ. Trong những đau khổ của chúng ta, Chúa biết chứ. Như trong bài tin mừng chúng ta nghe tôi trích dẫn một số các đoạn tin mừng đấy. Chúa rất yêu thương con người, đặc biệt là những người đau khổ. Và nếu chúng ta tin là Chúa là Cha nhân từ thì chúng ta tin rằng thứ nhất, Chúa không bao giờ trao cho chúng ta một cái thánh giá nặng hơn là chúng ta có thể vác. Có những lúc chúng ta cảm thấy thánh giá trong cuộc đời của chúng ta nặng lắm, nặng kinh khủng lắm. Hầu như chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Những lúc như vậy, chúng ta hãy nhớ lời của Chúa. Thứ nhất, Chúa không trao cho chúng ta một thánh giá nặng hơn là chúng ta có thể vác. Khi chúng ta còn bé, còn trẻ, chúng ta chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ khôn ngoan, chưa đủ sức mạnh, Chúa cũng trao thánh giá nhẹ thôi. Ví dụ như các em đấy, các em thiếu nhi là có khi thánh giá của các em là phải đi học, phải làm bài tập, vậy thôi. Nhiều khi lớn hơn rồi, có kinh nghiệm hơn rồi thì Chúa lại trao cho một thánh giá nặng hơn. Rồi khi lập gia đình, làm vợ, làm chồng rồi lại có những thánh giá nặng hơn. Trong nào bắt đầu, bây giờ trẻ thì mình chỉ thánh giá cho cá nhân bản thân mình thôi. Rồi khi lấy vợ, lấy chồng rồi thì có khi thánh giá vợ, thánh giá của chồng, rồi sau này thánh giá con cái nữa. Trong nào, rồi lên làm ông bà rồi, thì không những là gì lại còn thánh giá của con, rồi thánh giá của cháu nữa cơ. Đúng không? Nhất là đối với người Việt của chúng ta. Nhiều khi thì có nhiều ông bà thì đấy nói chứ ông bà vào tham gia công việc giáo xứ đi, giúp cho giáo xứ đi. Con cái, thưa cha, con cái của nó còn nhỏ lắm, thôi cho con thêm vài năm nữa. Để con cái của nó lớn chút rồi con có thời gian thì con sẽ tham gia giúp cho giáo xứ. Vài năm sau con cái lớn rồi, sao bây giờ con cái lớn rồi, giúp được chưa? Thưa cha, bây giờ con lại phải bận coi cháu. Bây giờ nó sinh ra mấy đứa đây không coi cho nó không được, nó gửi thì tốn kém quá, tôi con thì bận coi cháu. Thôi nào con cái cháu còn nó lớn tí thì con sẽ giúp. Thế vài xong năm nữa có cháu lớn rồi, thưa cha giờ con già yếu lụ khụ rồi còn làm được cái gì cha? Cuối cùng là cứ chạy này thì chẳng làm cái gì hết cả. Cho nên vì vậy là gì? Chúa trao cái thánh giá khi còn trẻ thì có khi chỉ thánh giá mình thôi. Càng lớn lên phải thánh giá của mình mà thánh giá của người khác nữa. Thánh giá của vợ, của chồng, rồi sau này thánh giá của vợ, của chồng, rồi lớn hơn nữa Chúa lại trao thánh giá nặng hơn, thánh giá của con cái nữa. Rồi sau này không những thánh giá con cái lại con cháu cái, thánh giá của cháu chắt nữa. Mà lúc cái Chúa trao sao? Bởi vì lớn tuổi hơn rồi thì nhiều kinh nghiệm hơn rồi, dày dặn hơn rồi, sức khỏe thể lý có thể giảm sút, nhưng mà có khi niềm tin cậy vào Thiên Chúa thì có khi sâu đậm hơn. Cho nên Chúa biết rằng lúc đó là có thể vác cái thánh giá nặng hơn thì Chúa mới trao. Chúa không có trao cái thánh giá nặng quá sức. Cái thứ hai nữa là gì? Là Chúa không những trao cái giá nặng hơn quá sức mà Chúa lại còn hứa rằng gì? Hãy đến với ta hỡi những ai gánh nặng và khó nhọc, ta sẽ ban ơn giúp sức cho. Thế là trên cái đường thánh giá, trên cái đường đau khổ của chúng ta, Chúa không những chỉ trao chúng ta vừa sức mà Chúa còn thêm sức cho chúng ta nữa. Tôi còn nhớ mãi là cái câu đoạn tin mừng gì là những người khó nhọc là ta sẽ trao cho các ngươi cái gì Chúa không trao cho chúng ta gọi là cái vòng cổ quá nặng, tức là cái con trâu đó mà nó phải đeo cái gì nhỉ? Là cái càng của nó, cái gì ạ? Cái ách à? Hãy mang lấy ách của ta vào nào, ách của ta êm ái và nhẹ nhàng. Đúng rồi, cái ách. Bây giờ bảo các em trẻ bên này cái ách là gì? Nó lại tưởng là cái nách. Nó có biết cái ách là cái gì đâu, vì bao giờ nó thấy con bò con trâu kéo xe đâu đâu nào. Mà ách nó tiếng Việt không rành nữa, cứ nó tưởng là cái này hãy mang lấy cái nách của ta. Cái nách của ta êm ái và nhẹ nhàng. Thế là cái con trâu con bò nó có cái ách. Mà cái ách nó phải làm sao để vừa cái cổ của nó thì con trâu con bò sao? Nó đi mới, nó kéo mới khỏe được mà nó không đau. Nó vừa vặn, thế là nó vừa kéo khỏe, kéo lâu được mà nó không có bị đau, nó vừa cái cổ của nó. Thế là Chúa Giêsu nói chúng ta là gì? Hãy mang lấy ách của ta, không nghĩa là gì? Nó cũng vừa phải cho chúng ta thôi. Không quá sức chúng ta. Chúa biết sức chịu đựng của chúng ta. Chúa biết cái điểm mạnh, điểm yếu của chúng ta. Cho nên Chúa để cái ách nó vừa với chúng ta thôi. Và Chúa còn hứa là gì? Hãy đến với ta và ta sẽ ban ơn giúp sức cho. Ta ban ơn giúp sức cho. Các ngươi không có phải vác cái thập giá này một mình. Đến với ta, ta ban ơn, ta giúp sức cho. Mệt mỏi ta sẽ cho nghỉ ngơi. Hay là Thánh Vịnh 24 nói là gì? Chúa là mục tử tôi không sợ hãi gì cả. Dù bước đi trong đêm tối tôi cũng không sợ hãi, vì có Ngài luôn ở bên tôi. Mà thật sự chứ trong bài giảng qua tôi nói đấy, chúng ta được bình an và hạnh phúc bao nhiêu tùy thuộc vào chúng ta tin tưởng vào phó thác vào Chúa bấy nhiêu. Nếu chúng ta tin vào lời của Chúa và chúng ta thực hành lời của Chúa đó thì tự nhiên chúng ta sẽ tìm được bình an thôi. Còn nếu như bây giờ chúng ta ngồi ở đây, nhất là ở Mỹ rồi, em nào không phải lo cái ăn cái mặc nữa rồi, vậy mà nhiều người cứ phải lo. Ngày xưa ở Việt Nam thì bảo là lo cái ăn cái mặt cũng lo, bây giờ cái ăn bên này mà ăn không cẩn thận còn béo phì nữa đấy chứ. Hồi này có nhiều người quở là thì hồi này nhìn thấy cha có vẻ có da có thịt. Tôi thì tôi lại nói là tôi ước ông, bà anh chị nói là hồi này nhìn thấy cha mỏng hơn xưa. Nói mỏng là như thế này. Có một lần tôi về ở ngoài làm việc ở Việt Nam, ở ngoài Bắc đấy, thế có mấy bà mấy cô đến chào quở tôi thì họ mới nói là thay vì họ nói là hồi này thấy cha gầy quá, hồi này thấy cha ốm hơn trước, họ nói thưa cha hồi này con thấy năm nay cha mỏng hơn trước. Tại vì đối với họ là nói với các cha các đứng bề trên mà nói gầy nói ốm thì nó thô thiển, cho nên họ nói là cha mỏng hơn trước. Đấy, cho nên là đây có cái ông bà chị em nào mà có mỏng hơn xưa không, hay là dày hơn? Nó là có da có thịt không nào. Rồi tôi tạm dừng lại đây một chút nữa, xem ai có thắc mắc câu hỏi hay là cái ý kiến gì không trước khi tôi tiếp tục chia sẻ. Mời ca đoàn, mời ca đoàn hát một bài để chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện trong tinh thần mùa chay. Ta đứng lên để ca đoàn hát cho nó sung, để hát cho nó dày hơn. Đời con mất đi Rồi có ai có thắc mắc câu hỏi hay có điều gì không anh chị muốn đóng góp? Dạ vâng, mời anh lên cái microphone ở đây. Dạ, thưa cha, con hỏi về đau khổ. Con thấy bên Tin Lành á, họ hay lấy cái câu Kinh Thánh mà don't be unequally yoked á, họ hay coi cái chuyện mà lấy người ngoài đạo là một cái chuyện phản bội Chúa đó. Nhưng bên Công giáo chúng ta con thấy chuyện đó bình thường, nhưng mà cũng nhờ cái mà lấy người ngoại đạo mà sau này ông xã mình hoặc bà xã mình theo Chúa đó, hứa tội giống như cái lớp con hứa tội 26 người mà trong đó có 25 người vì theo đạo mà họ lấy Chúa đó. Nhưng bên Tin Lành họ coi cái chuyện mà đi với người ngoại đạo á, là một cái chuyện rất là phản bội Chúa. Họ cũng có lý do họ là tại vì theo như mình đi với người ngoài Chúa, lý do gì mà mình đi? Dầu họ đẹp cỡ nào hoặc giàu cỡ nào, họ không yêu Chúa là một cái chuyện rất quan trọng. Với, theo như người single mà đi tìm người bồ ngoại đạo thì dĩ nhiên họ sẽ expect mình làm cái tội fornication á, cái tội sex á, thì nó đủ chuyện hết, thì con thấy cũng có lý. Nhưng mà con muốn biết cái thánh giá mà, tại vì con cũng thấy nhiều ông bà cụ mấy chục năm cầu nguyện cho ông xã mình theo mà không theo. Thì con không có gia đình, con không có thông cảm chuyện đó, nhưng mà con khóc lóc 17 năm cầu nguyện. Con rất may mắn là mẹ con rửa tội, nhưng mà con thấy nhiều người cả cuộc đời ông xã mình hoặc bà xã mình không theo Chúa, mà cái đó cũng một cái chuyện rất đau khổ. Cho nên con chỉ câu hỏi con là cái mà mình single mà mình đi tìm hoặc đi mấy cái người mà không có share cái đạo mình đó, cái đó là một cái thánh giá Chúa biểu mình để cho hy vọng sau này họ rửa tội, hay là cái đó là cái thánh giá, cái đau đớn là mình tội lỗi mình tại mình phản bội Chúa. Dạ, cảm ơn cha. Cảm ơn anh. Khi chúng ta truyền giáo cho người nào đó, chúng ta không có gọi là impose, có nghĩa là bắt buộc ai theo đạo cả. Tôn giáo phải là tự do, tự do lựa chọn của mỗi người, chứ tôi không nên bắt buộc ai, phải không nào? Nó đều có cái sự tự do cả. Và khi chúng ta truyền giáo đây đó, cũng không có nghĩa rằng chúng ta muốn cho con số của người Công giáo tăng lên, hay là cũng không muốn là bởi vì người ta chúng ta bắt buộc người ta, không phải vậy. Mà khi chúng ta muốn cho một người trở thành người Công giáo là bởi vì chúng ta biết được rằng chúng ta tạ ơn Chúa, được làm con cái Chúa là một hồng ân rất là lớn lao. Chúng ta là những người Công giáo, chúng ta được lãnh nhận các bí tích, được lãnh nhận hồng ân của Thiên Chúa, biết bao nhiêu những ân sủng chúng ta đón nhận được. Cho nên vì vậy chúng ta muốn chia sẻ cái tin mừng, cái tin vui đó cho người khác, để chính họ cũng được trở thành con cái Chúa, được hưởng những cái niềm vui, niềm hạnh phúc như vậy. Nhưng anh chị em Tin Lành thì họ đã là con cái của Chúa rồi. Tuy nhiên vì họ chưa có tin vào tất cả các bí tích của chúng ta, cho nên họ cũng chưa được lãnh nhận tất cả những ân sủng các bí tích. Thế là chúng ta muốn chia sẻ cái tin vui, tin mừng đấy cho họ. Đó là cái ý nghĩa của việc truyền giáo. Truyền giáo không có nghĩa là để cho giáo hội Công giáo ngày càng con số càng tăng lên, không phải vậy. Mà cũng không có nghĩa là để rồi để chúng ta phải bắt họ suy nghĩ như chúng ta, không phải vậy. Mà là vì chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta được là những người con cái của Chúa, chúng ta được lãnh nhận các bí tích, được hạnh phúc, được vui như thế nào. Và vì chúng ta muốn chia sẻ cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác, để cho càng nhiều người được đón nhận ân sủng của Chúa, càng nhiều người được chia sẻ cái tin vui, tin mừng đó thì càng tốt. Đó là ý nghĩa của việc truyền giáo. Mà chúng ta nói là gì? Là chia rao giảng tin mừng mà, đúng không? Bởi vì chúng ta được là người con cái Chúa. Nhiều khi chúng ta đấy là người Công giáo, chúng ta hay gọi là lãnh nhận một cách nhân không, rồi chúng ta coi thường. Một cái hồng ân rất lớn lao của một người được lãnh nhận bí tích rửa tội là gì? Là được làm con cái của Chúa. Nó cứ tưởng tượng đi, bây giờ đó chúng ta được một vị vua hay một ông tổng thống nào đó nhận chúng ta làm anh chị em, nhận con là thấy vinh dự nào. Cái này được làm con cái của Chúa là một cái hồng ân lớn lao như thế nào. Mà Chúa là cha của mình, mà Chúa là vua của vũ trụ, thì tất cả những cái gì của Chúa thì đều là của chúng ta cả. Con cái thì thừa hưởng của cha mẹ mà, thấy không nào? Cho nên là một cái điều hạnh phúc lớn lao vô cùng mà đôi khi chúng ta không cảm nhận được. Mà nếu chúng ta cảm nhận được thì đó thực sự là một niềm tin vui, tin mừng. Hay là 7 bí tích, qua các bí tích chúng ta biết lãnh nhận được biết bao nhiêu ân sủng của Chúa. Mà các bí tích từ đâu mà đến? Là qua cuộc tử nạn phục sinh của Chúa chúng ta mới qua các bí tích. Tức là các bí tích là gì? Là hoa của tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta hạnh phúc đến trường nào. Mà nếu mà chúng ta cảm nhận được cái điều đó thì chắc là tối ngày chúng ta cứ phải đi nói về cái chuyện đó mãi. Cho Thánh Đà Minh, Thánh Dominico đó mới nói là gì? Nói về Chúa mọi lúc mọi nơi, nói về Chúa bằng cả cuộc đời. Nói về Chúa mọi lúc mọi nơi, nói về Chúa bằng cả cuộc đời. Tại sao vậy? Là bởi vì thánh nhân cảm nhận được cái niềm vui, niềm hạnh phúc được làm con cái của Chúa, là người Công giáo, cho nên không nói, không chia sẻ chúng ấy không được. Ví dụ một người, chúng ta có một cái tin vui gì chúng ta muốn chia sẻ lắm, đúng không nào? Bây giờ trúng số ấy là về là mau mau muốn về nhà để nói cho chồng, cho con nào. Chắc không dám nói nhiều người quá, sợ nó cướp. Sợ nó sẽ kể ra bầu cấu, nhưng mà cũng muốn nói cho chồng, cho những người thân biết. Tức là tin vui thì cần phải được chia sẻ, tin vui thì cần phải được loan báo. Tin buồn thì có khi không muốn nói thôi, nhưng mà tin vui thì muốn nói, cho nên cái việc truyền giáo là như vậy. Và đúng, khi chúng ta phải cảm nhận được cái niềm vui, niềm hạnh phúc của người làm con cái Chúa, người làm Công giáo, thì nó mới thúc đẩy chúng ta để đi truyền giáo. Còn nếu chúng ta chưa cảm nhận được cái niềm vui, niềm hạnh phúc, dâng trào của một người làm con cái Chúa, thì có khi chúng ta còn ngại ngùng truyền giáo lắm. Chúng ta phải cảm nhận được, phải trải nghiệm được rồi chúng ta mới cảm thấy hân hoan. Một cái ví dụ mà nó cũng không có được gọi là được xuất sắc lắm đâu, nhưng mà tôi cũng xin được khiêm tốn chia sẻ. Ví dụ bản thân của tôi, đứng đây nói chuyện hôm hàng chậm 2 tiếng đồng hồ cũng mệt lắm chứ. Lúc nãy tôi đang tính nhân cơ hội ca đoàn hát, tôi ngồi xuống tí đỡ bỏi chân, anh kia lại nói là xin mọi người đứng, làm cho tôi thất vọng tràn trề, cụt hứng quá. Trong tâm trí tôi nghĩ trời này đứng gần tiếng rưỡi đồng hồ rồi, chân nó mỏi, tuổi già sức yếu. Nhân cơ hội ca đoàn hát được vài phút ngồi xuống cho nó êm ả. Vừa đi sang kia tính ngắm cái chỗ kia rồi, ngắm cái chỗ là mình ngồi là đẹp nhất rồi. Vừa đến lò mò đến anh nói xin mọi người đứng. Chẳng lẽ không bằng chậm đứng là tôi lại ngồi. Chẳng lẽ bây giờ công bà cụ lớn tuổi về đứng lên, mà trong khi đó cha trẻ về cha lại ngồi nữa, thì chồng không có được. Thế thôi, cũng phải hy sinh, ngậm trái đắng vậy. Mai mà có nữa thì xin ca đoàn đó là xin cộng đoàn cùng đứng và xin cha ngồi. Đấy, cuộc đời nó có nhiều cái nghịch lý, nó cũng là một cái đau khổ đấy. Là cái động lực gì để cho tôi tiếp tục tôi nói, mà không phải nói ít, nói nhiều nữa. Nào hôm qua 2 tiếng, nay 2 tiếng, rồi mai 1 tiếng, lễ nữa là như gần 3 tiếng đồng hồ. Và tôi thú nhận là chưa có bao giờ mà mùa chay nào mà tôi đi giảng nhiều như vậy hết. Mùa chay năm nay là tôi đi giảng tới 10 giáo xứ. Tôi chưa bao giờ đi giảng nhiều như vậy. Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng mùa chay thì trung bình là tôi đi giảng 3 xứ, nhiều nhất là 4 xứ chỉ vậy thôi. Nhưng mà năm nay là vào ngay Chủ nhật thứ nhất mùa chay, tôi đã giảng cho một giáo xứ ở dưới Louisiana. Rồi kế cận tới Chủ nhật thứ hai mùa chay là tôi bên Chicago 5 ngày cho cộng đoàn người Mỹ, người Việt. Rồi tối thứ tư là tôi giảng bên đó xong, sáng thứ năm tôi bay sang bên này, là trưa thứ năm là tối thứ năm tôi giảng luôn. Bây giờ tôi giảng ở đây 3 ngày xong rồi tôi lại sang cộng đoàn La Purisima thêm 2 tối nữa, rồi sau đó lại sang bên Sensilia 1 tối nữa là tối thứ tư. Sáng thứ năm sáng sớm tôi phải chạy lên Los Angeles để bay về Louisiana, về đó 2 giờ chiều thì 7 giờ tối tôi lại bắt đầu giảng bên đó nữa, cho 2 giáo xứ nữa. Rồi 2 giáo xứ xong đó rồi thì tôi lại lật đật bay lên Michigan, lên Lansing, Michigan để giảng trên đó. Giảng trên đó Chủ nhật xong rồi thứ hai tôi lại bay về Arizona để chiều hôm đó tôi lại giảng bên Arizona, bên 2 giáo xứ được nguyên cả tuần thánh, cho xong Chủ nhật phục sinh rồi tôi mới được về. Về tôi nghĩ ôi nếu vậy thì được nghỉ một chút, ai ngờ đâu đúng về nghỉ được chắc là vài ngày lại bắt đầu giảng cho lòng Chúa thương xót 3 ngày. Thế là có mệt không? Tại sao tôi lại nói? Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi muốn chia sẻ. Nếu ông bà anh chị em cũng cảm nhận được cái niềm hạnh phúc làm con cái Chúa đó, với những ông ân hồng ân của Chúa đấy. Chứ có những lúc tôi cũng đã nghĩ tới sự mệt mỏi rồi, cũng cảm thấy rằng không muốn nói nữa. Bởi vì có một cái điều như tôi nói đấy, là nhiều khi giờ tôi nói nhiều rồi mà cũng cảm thấy mình chưa nói được cái gì cả. Bởi vì mầu nhiệm của Thiên Chúa thì quá bao la, quá sâu thẳm đi. Cho nói mãi rồi cuối cùng tôi nghĩ rằng tôi đã đi giảng hơn 10 năm rồi. Mà có những lúc tôi cũng cảm thấy rằng mình chưa nói được cái gì cả. Bởi vì những cái gì thuộc về Thiên Chúa quá lớn lao, quá vĩ đại. Và những cái gì tôi biết thì lại quá ít ỏi. Nhiều khi tôi cảm thấy rằng mình cũng chẳng xứng đáng đi giảng nữa. Bởi vì những cái gì tôi biết thì quá ít, còn những gì tôi không biết thì quá nhiều. Rồi nhiều khi đi thì thấy được cái sự đau khổ của ông bà anh chị em quá lớn lao đi. Nhiều khi đối diện những đau khổ, những thử thách của ông bà anh chị em, nhiều khi tôi cũng không biết làm cái gì giúp cho ông bà anh chị em nữa. Cho nên thôi thì chỉ gọi là chỉ có khiêm tốn để ngậm miệng lại thôi. Nhưng mà cũng vì đấy, nhiều người cũng gặp trực tiếp với tôi có, hay là nhắn tin cho tôi có, hoặc là viết ở trên YouTube có. Vì những cái lợi ích mà họ cảm nhận được khi họ nghe các bài giảng, thì cho nên tôi cũng cố gắng với tuổi già sức yếu cũng vậy. Trông như vậy thôi nhưng mà cũng không phải vậy đâu. Nhiều khi nhìn vậy nhưng mà không phải vậy đâu. Nhìn vậy nhưng mà bên trong nó cũng rễu ráo hết rồi. Hay là nhiều khi cứ nhìn thấy tôi đứng trên này mà tươi cười vậy thôi, nhưng biết đâu là cũng tràn đầy đau khổ, ngập cổ ngập đầu cả thì làm sao, phải không nào? Nhưng mà chúng ta luôn luôn tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì hồng ân của Chúa rất bao la. Những cái gì chúng ta trao cho Chúa rất ít, mà những cái gì chúng ta đón nhận quá nhiều. Và lãnh nhận rồi thì phải cho đi. Lãnh nhận rồi mình cho đi thì bắt đầu mình mới nhận được cái mới. Còn nếu giờ mình lãnh nhận mình không cho đi thì mình cứ xà nhài đi xà lại cái cũ thôi, thấy không nào? À, các bà các cô đấy đi shopping ấy, mua quần áo về, quần áo cũ không nở mà thôi để còn mặc, không dám mở để đấy, tức là không cho đi. Thế mua cái mới vào lại để đấy, lại thôi cái cũ mặc đã rồi cái mới sau thế cuối sao cả đời cứ mặc đồ cũ thôi. Thế cũng phải cho đi thì mới có cái mới nó vào chứ. Như là hình ảnh của ở bên Do Thái là các nhà chú giải thánh kinh cũng hay đưa ra cái ví dụ đấy, như là cái sông Jordan. Sông Jordan nó nhỏ thôi, nhưng mà cái nước của nó là tốt, chảy vào biển hồ Galia. Bởi sao vậy? Nó chảy vào biển hồ Galia rồi biển hồ Galia nó lại chia nước đi ra những cái suối, những dòng sông khác, cho cái nước của nó luôn luôn sao? Nó mới mẻ, nó mang lại sức sống. Còn cái biển chết đó thì sao? Nó nhận nước rồi xong nó đổ vào nó đấy, nó không chia đi đâu hết cả. Cho nên sao nó mặn đắng, mặn chát ra. Nó mặn hơn gấp 20 lần nước biển bình thường, cho nên không một sinh vật nào có thể sống ở trong đây được cả. Ta chỉ có sự chia sẻ đi thì người ta mới trở thành nó mới mẻ và nó mang lại sinh động sự sống. Còn nếu mà mình cứ ích kỷ, mình giữ bo lại đó, thì nó chỉ có già cỗi rồi nó nhăn nhúm, nó xấu xí rồi nó chết dần chết mòn thôi, đúng không nào? Đó. Và tôi thấy rõ ràng vậy, cái người mà hay cười thì lúc nào cũng đẹp. Tôi thấy người mà chụp hình nó cười từ bao giờ tôi thấy cũng đẹp hơn là cái người chụp hình mà không cười. Cho nên chịu khó hay cười hơn một chút. Nó tất nhiên cũng phải đúng lúc đúng chỗ, theo nào. Chứ lên rước lễ gặp tôi một cái cười hì hì thì tôi lại sợ hãi. Mà sợ hãi là cũng là một cái đau khổ. Thế đừng có làm cho tôi đau khổ. Rồi có ai có thắc mắc, có câu hỏi gì nữa không nhỉ? À, dạ vâng, mời anh. Con xin chào cha. Thưa cha, chúng con cảm ơn cha vì cha đã nhắc nhở chúng con là biết xác tín vào cái niềm vui và cái niềm hạnh phúc của mình được làm con cái Chúa, làm con cái của giáo hội Công giáo. Nhưng mà một việc xảy ra với chúng con chỉ trong vòng một tuần vừa rồi thôi. Sau khi nhóm của chúng con đi cầu nguyện chung với nhau thì đến phần trao đổi về vấn đề sinh hoạt gia đình. Thì có một người trong anh em của chúng con rất là nhiệt thành đối với các công việc nhà Chúa, đã sinh hoạt nhiều hội đoàn ở trong nhiều giáo xứ ở Orange County. Khi chúng con nói đến chuyện là con cái của chúng con có những đứa nó quyết định đi lập gia đình với người tin lành, nhưng mà họ không chịu trở lại. Thành ra nói không làm sao, mình phải chấp nhận thôi. Thì cái người anh chị em của chúng con thì lên tiếng như thế này: ôi giời ơi, người tin lành họ tốt lắm, người Công giáo của mình đi nhà thờ nhà thánh vậy cho nhiều, nhưng mà sống cha ra cái gì hết. Thì một trong những người anh em của chúng con chỉ có dám lên tiếng nói như thế này: thì cũng có người tốt người xấu. Còn bà xã của con thì nói, bà xã về chia sẻ với con là em tính nói nếu mà chị thấy tin lành tốt thì chị theo tin lành đi. Nhưng mà con nói em không nói là đúng, tại em không có đủ bản lãnh, không có đủ cái kiến thức để gọi là mình tranh luận, để thuyết phục chị lắng nghe, vì chị là một người rất là sùng đạo. Vậy xin cha cho con một cái câu hỏi, câu trả lời khôn ngoan để khi gặp cái trường hợp tương tự chúng con biết cách trả lời cho đúng. Xin cảm ơn cha. Vâng, cũng trao cho tôi một cái đau khổ. Điều đầu tiên tôi muốn nói là như thế này: chỉ có khi chúng ta cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của một người Công giáo và chúng ta xác tín được cái điều đó thì chúng ta mới có thể truyền giáo được. Còn nếu như bây giờ chúng ta vẫn nghĩ rằng là chúng ta thế này, chúng ta thế kia thì chúng ta khó mà truyền giáo lắm. Bởi vì chúng ta không để cho cái mà chúng ta không có mà, đúng không? Thì đúng, ở đâu cũng có cái xấu, cũng có người xấu, người tốt. Cho nên khi chúng ta kêu gọi người ta, mời gọi người khác trở thành người Công giáo, không phải bởi vì hoàn toàn người Công giáo là tốt hết cả, mà là vì Chúa của chúng ta là đấng thánh, đấng tốt, và là những cái gì mà Chúa lại gì? Chúa đã trao cho giáo hội Công giáo có đầy đủ những cái bí tích, những cái ân sủng của Chúa. Đó là điều mà tại sao chúng ta muốn mời người khác là người Công giáo, chứ không phải là bởi vì người Công giáo tốt hơn người tin lành. Trong giáo hội có các thánh và các tội nhân sống chung, chứ không phải ai cũng là thánh. Cho nên khi gọi giáo hội Công giáo là gì? Một trong những dấu chỉ của giáo hội Công giáo là thánh thiện. Gọi giáo hội là thánh thiện không phải là tất cả mọi người Công giáo đều là thánh thiện cả, mà chúng ta được gọi là thánh thiện là bởi vì Đức Giêsu Kitô là đầu của hội thánh, là đấng thánh, cho nên chúng ta được hưởng nhờ cái sự thánh thiện của Ngài, chứ không phải là tất cả mọi người chúng ta đều thánh thiện. Cho nên khi chúng ta truyền giáo không phải là bởi vì chúng ta tốt lành hơn người khác cho nên chúng ta mới truyền giáo, mà là vì Chúa của chúng ta là đấng tốt lành, là vì trong giáo hội Công giáo của chúng ta được Thiên Chúa lựa chọn, và Chúa lập ra giáo hội Công giáo, và Chúa trao cho giáo hội Công giáo cái quyền để ban phát các bí tích, cho nên chúng ta truyền giáo để mời gọi mọi người để họ được lãnh nhận cái ân sủng đó, chứ không phải là bởi vì chúng ta tốt. Bởi vì nếu bây giờ tôi cũng chờ làm khi nào tôi phải thánh thiện hoàn toàn rồi tôi mới dám đi giảng cho mọi chị em thì chắc là không bao giờ tôi dám giảng đâu, đúng không nào? Tất nhiên lời nói thì lung lay, gương bày thì lôi kéo, tôi nên sống tốt lành thánh thiện. Nhưng mà nếu như bây giờ tôi phải chờ cho tôi hoàn toàn tốt lành thánh thiện, không bao giờ phạm tội nữa tôi mới đi giảng thì chắc là thôi, tôi ngồi ở nhà đóng cửa lại tôi kín thôi. Cho nên khi chúng ta đi rao giảng, như tôi đi rao giảng như vậy, không phải là bởi vì tôi tốt lành thánh thiện rồi tôi mới đi rao giảng cho ông bà anh chị em, mà tôi rao giảng mà chị em không phải là để đến với tôi, mà là gì? Là đến với Chúa. Cho nên đừng có so sánh đó là người tốt lành tốt hơn, người tin lành tốt hơn hay là người Công giáo tốt hơn. Cái chuyện đó là chuyện thứ nhì, thứ ba. Cái chính yếu là gì? Là Thiên Chúa và nguồn mạch của các bí tích, của các thánh lễ mà Thiên Chúa trao ban cho trong giáo hội Công giáo. Cái điều đó làm cho chúng ta đi rao giảng. Tất nhiên nếu như những người Công giáo tốt lành thánh thiện thì chúng ta sẽ dễ lôi kéo người khác hơn, bởi vì lời nói lung lay gương bày thì lôi kéo. Nhưng mà nếu chúng ta chờ cho hết mọi người Công giáo tốt lành thánh thiện rồi thì chúng ta mới đi truyền giáo thì chắc là thôi, cứ đóng cửa nhà hết. Nhưng Mahatma Gandhi ông cũng đã từng nói là gì? Tôi tin vào Chúa Giêsu chứ, tôi rất tôn trọng Chúa Giêsu, nhưng mà tôi chưa là người Công giáo bởi vì những người Công giáo không có sống như Chúa Giêsu dạy. Cho nên là người Công giáo tốt hay xấu rất quan trọng, nhưng mà chúng ta phải xác định rằng chúng ta truyền giáo không phải bởi vì chúng ta tốt hơn hay là ai tốt hơn, mà là Thiên Chúa, là kho tàng ân sủng mà Chúa đã trao cho giáo hội Công giáo. Đó là cái mục đích chính của chúng ta truyền giáo. Cái chuyện chúng ta tốt hơn hay là xấu hơn, cái chuyện đó là mỗi người, vả lại chúng ta cũng không thể suy xét mà đánh giá người ta từ ở bên ngoài được, thấy không nào? Cho nên phải xác định, mà nếu lòng chúng ta phải hiểu được cái điều đó, chúng ta phải cảm thấy vinh dự là người Công giáo. Tôi phải nói như vậy. Khi nào mà chúng ta cảm thấy là mình cảm thấy rằng mình hạnh phúc và mình vinh dự là người Công giáo thì mình muốn nói mới nói tới tôn giáo của mình. Còn khi chính bản thân mình chưa cảm thấy hạnh phúc để làm con cái Chúa, chỉ cảm thấy vinh dự là mình là Công giáo, thì chúng ta còn rụt rè, còn nhát đám để mà nói về đạo của mình. Đôi khi chúng ta là người Công giáo, chúng ta phải tự hỏi rằng chúng ta đã cảm thấy rằng mình tự hào, mình vinh dự là người Công giáo chưa? Tự hào vinh dự không phải là bởi vì những cái gì chúng ta có, mà là bởi vì Thiên Chúa của chúng ta và những gì Thiên Chúa trao ban trong giáo hội của chúng ta. Một câu hỏi ngắn cuối nữa trước khi chúng ta tạm dừng để chúng ta chuẩn bị thánh lễ. Còn cảm ơn cha khi cha nhấn mạnh về vấn đề đau khổ. Chúng ta rất cần được phải hướng gần vào thế. Con cảm ơn cha giải thích về vấn đề đau khổ. Một đàng thì nó là mầu nhiệm. Với lý trí của chúng ta thì không bao giờ mình hiểu hết được. Nhưng mặt khác, cha nhấn mạnh về vấn đề chỉ có tin tưởng và phó thác cho Chúa. Con thấy điều đó rất quan trọng và nó đã xảy ra cho con. Con tự hỏi lòng mình tại sao rất nhiều năm trong quá khứ thường con đối diện với đau khổ, càng đau khổ thêm. Nhưng mà một năm gần đây, vì sao mà đối diện với cái đau khổ con cảm thấy luôn luôn có sự bình an? Điểm chánh yếu nó là ở đây. Đó là con tin rằng mọi sự, nói như Thánh Phao Lô Roma đoạn số 8, mọi sự Chúa để cho nó xảy ra đều sinh ích cho bất kỳ ai có lòng yêu mến Chúa. Đó là một điều mà vì đức tin và con hành động của mình thấy được. Bởi vì như chúng ta biết, Đức Giêsu nói với ông Phêrô: chén đắng của cha ta chẳng lẽ ta không uống sao? Và ta đến thế gian này, lương thực chánh của chúng ta, Gioan đoạn số 4, là làm theo thánh ý của cha ta. Vì vậy cho nên càng mỗi lúc con nhận thấy rằng cái vấn đề để mình có thể chấp nhận những cái thập giá xảy ra trong đời mình được, mình cần phải xin cái ơn. Ơn thứ nhất là xin cho con có cảm nghiệm rằng Chúa thật sự Chúa thương con. Vì nếu không có cái cảm nghiệm Chúa thương mình thì đừng nói cái chuyện truyền giáo hay hãnh diện về Chúa. Trước nhất, để có thể yêu thương người khác, mình phải nhận được cái tình thương của Thiên Chúa thương mình. Tiếng Mỹ nó gọi là unconditional love. Thiên Chúa yêu thương tôi như thế nào? Căn cứ tôi nhìn qua những cảm nghiệm trong đời sống, điều đó nó phải chắc ở trong lòng là tôi cảm nhận rằng Chúa thương tôi. Đó là niềm tin và đức tin, mà từ đó thì chúng ta mới vâng theo ý Chúa trong mọi lẽ được. Như Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện, và con rất là cảm thấy cần phải theo Ngài. Ngài nói, Ngài không cầu nguyện theo ý của Ngài: lạy Cha, Abba, Cha có thể làm được mọi chuyện. Cha có thể cất cái chánh đắng này cho con được. Cha có thể cất đi các bệnh tật cho con được. Cha có thể cất đi để cho con luôn luôn thành công ở đời này. Cha có thể làm mọi chuyện. Vâng rồi, cảm ơn chú nha. Dạ vâng. Những điều chú chia sẻ không có sai đâu. Rất là đúng đấy. Rất là đúng. Và ngày mai thì tôi sẽ bắt đầu từ cái điểm này. Vì không những là Thánh Phao Lô mà Thánh Augustino cũng nói cái điều đó. Là Chúa không có để cho chúng ta đau khổ hay vui sướng một cái gì đó, một cái hư vô đâu. Mà tất cả nó đều có những ý nghĩa, những mục đích của nó. Và tất cả đều làm cho chúng ta trở nên tốt hơn. Cái điều đó rất là đúng. Cảm ơn quý cụ, ông bà, anh chị em đã lắng nghe. Và bây giờ chúng ta cố gắng chuẩn bị tâm hồn nán lại để chuẩn bị dâng thánh lễ. Và trong lúc chúng tôi chuẩn bị thì xin ca đoàn hát một bài.